là một cái, không phải là một cái công, một cái mô hình nào cũng phù hợp với mình. Và Anna thì lại muốn là gì, cái gì nếu mà mình làm ấy phải nhiều người làm được, nó phải thuận lợi và nó phải giống như là anh Hùng nói ấy, là nó phải tự nhiên như hơi thở ấy. Nếu nó thực sự tốt thì nó sẽ tự động được lan tỏa. Và như vậy thì khi mà như vậy á, thì mình muốn phát triển đội nhóm thì có phải là mỗi một mắt xích người ta phải dễ dàng làm được, chứ không phải là mình dồn ép người ta làm bằng mọi giá để mình có được một cái lợi ích gì đó. À, và rồi thì khi mà mình làm như vậy, mình để ý suốt 11 năm mình chưa bị khuất phục bởi bất kể một cái mô hình nào trên thị trường. Thú thật là như vậy. Và mặc dù có quen với rất nhiều những cái leader, họ luôn luôn xem mình giống như kiểu là một cái đối tượng tiềm năng, các anh chị rất giỏi mà mình không cảm thấy có tiếng nói chung. Cho đến khi mà Anna tìm hiểu được về Siri. Thế thì để trước khi mà vào thông tin thì Anna xin chia sẻ một chút về bản thân Anna để cho các anh chị em mình có thể hiểu được. Đầu tiên á, là Anna là học sinh học từ năm có 14 tuổi ạ. Và cấp 3 là đã học khối chuyên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên rồi, là lò luyện đi thi Olympic quốc tế, cho nên là Anna học rất là sâu. Lên đại học tiếp tục được tuyển thẳng đại học và học tiếp. Và sau khi học ra thì mình được tuyển thẳng vào đại học y, mà mình cứ bảo là tôi thích chữa bệnh nhưng mà cái chữa bệnh gì mà không có dính đến máu ấy. Và rồi mình không thể giải đáp được là mình muốn làm cái gì. Thì sau rất là, mẹ thì rất là giận bởi vì là không vào trường y cũng không vào trường dược mà cứ đi tiếp tục nghiên cứu về sinh học. Thế thì sau này mình mới biết là mình rất là thích cái y học. Là mình rất là thích những cái mà phòng ngừa hơn là chữa trị. Và rồi khi mà làm á, thì Anna quyết định là Anna không đi làm thuê nữa mà mở doanh nghiệp. Thì lúc mà mở doanh nghiệp thì mình học rất là nhiều để mà mình tìm cách mà mình có thể có được những cái kiến thức. Giống như chị Lan Anh thì Anna cũng học nào về kinh doanh với anh Phạm Thành Long này, xong rồi học nguyên cái combo của anh ấy. Xong rồi học phát triển bản thân với thầy Adam Ku, học tâm lý với thầy Menis, rồi học cả về NLP với cả một ông thầy người Sinh là Sean Su. Tức là mình học rất là nhiều. Và rồi khi mình mở doanh nghiệp ra, mình phát hiện ra là sản phẩm tốt chưa đủ. Sản phẩm tốt phải đi kèm với một cái mô hình phân phối tốt. Và cái lúc mà tôi đang gặp những cái trục trặc trong kinh doanh á, thì tôi mới phát hiện ra là không hiểu là có cái cách nào để làm được không. Có cái cách nào để làm được không? Bởi vì với một cái người doanh nhân mà dòng tiền mà âm thì là không được rồi. Làm gì thì làm thì dòng tiền nó phải dương thì chúng ta mới có thể, đúng là có thực mới vực được đạo. Và mình còn chưa làm cho dòng tiền của mình dương được thì làm thế nào mình có thể làm cho những người mà tin đi theo mình mà lại người ta lại có thể có được tiền. Thế và có thể nói là cái cú sốc mà làm cho tôi thực sự nhìn nhận lại, đó là cháu của tôi và những cái người mà rất là yêu thương Anna, làm cùng Anna, cuối cùng họ phải đi tìm một công việc khác. Tại vì sau 22 năm mình không thể nào làm cho lương tăng lên, mình cũng chẳng cho họ có một cơ hội gì để họ cảm nhận là phát triển đúng như những gì mà mình mong muốn. Cái thứ mình mong muốn với cái thực tế nó khác nhau. Và rồi lúc bấy giờ thì Anna mới quyết tâm là Anna sẽ đi tìm hiểu xem là một cái mô hình mà thực sự tốt thì nó phải là như thế nào. Một cái mô hình mà thực sự mà hiệu quả, mà xứng đáng để cho một người tham gia là như thế nào. Và thú thực giai đoạn đấy là Anna đã đi phỏng vấn tất cả những người bạn của Anna mà làm những cái thủ lĩnh leader cao cấp ở những công ty network, tức là đa cấp hiện tại có thể. Anna chỉ phỏng vấn những cái người mà đã thành công, ví dụ như là thu nhập 300, 500 triệu trở lên và có đội nhóm rất lớn. Đồng thời là tôi hỏi tất cả những cái người bạn mà họ cũng đang sản xuất hàng hóa và đang phân phối hàng hóa ở trong Việt Nam, là họ đang làm trong cái mô hình là mô hình đại lý. Và tôi hỏi họ những câu như thế này này. Điều gì làm cho một người sẽ ở lại đồng hành với mình lâu? Bạn ấy trả lời Anna một từ rất ngắn gọn là chữ thụ động, tức là thu nhập thụ động. Thì nó giống như là một cái gáo nước lạnh mà tạt vào mặt mình á. Tại vì thế này, một người á, mà nếu như mà cứ phải làm mới có tiền, phải làm mới có tiền, và đến khi kết thúc công việc đấy làm thì mình không còn cái gì nữa. Thế lúc mình già thì sao? Nhẽ ra gừng càng già phải càng cay, càng già mình phải càng giàu chứ đúng không ạ? Tại sao bây giờ mình già mình không đi làm nữa thì mình lại không có tiền? Và tôi bảo à thôi đúng rồi, chết rồi, mình mắc phải ngay cái lỗi này, là cái mô hình của mình chưa tạo ra được thu nhập thụ động. Số 2, bạn tôi hỏi là tại sao em lại ở cái chỗ này, là bạn ở cái landmark 81. Bạn ấy là kém Anna 1 tuổi và xuất phát điểm là đương nhiên cứ cho là cách đây 5 năm hai đứa như nhau đi. Nhưng bây giờ thì bạn ấy mua được nhiều cái căn hộ ở landmark, và trong đấy có một cái căn 10 tỷ mua chỉ để làm văn phòng. Mà tôi vào đấy rồi tôi thấy nó xấu lắm ấy. Tôi bảo là
này chị thấy cái nhà ở đây xấu thế mà sao em mua nhiều căn mà sao em cứ ở đây thế nhở, người thì đông mà xấu. Bạn nói với tôi đúng một chữ thôi, nổi tiếng, nổi tiếng chị ạ. Thế tôi bắt đầu nghĩ là nổi tiếng là như thế nào. Chị nói là chị phải đứng được trên vai người khổng lồ chị mới nhanh được. Và bạn đấy là một bạn rất là ngắn gọn. Khi mà tôi nghe như vậy thì tôi lại sốc một lần thứ hai. Và tôi lại hỏi tiếp là này, bây giờ em giỏi như thế, hệ thống của em lớn như thế rồi, thế thì em làm được tất cả những thứ này trong bao nhiêu năm? Bạn bảo 5 năm. 5 năm để bạn lên một mức thu nhập là 500 triệu và 5 năm để xây dựng hệ thống. Và bạn nói với tôi rằng là 4 năm đầu thì thường xuyên ở trong cái trạng thái là đi tàu, đi xe thì tranh thủ ăn luôn và ngủ luôn. Mà đến năm thứ 5 thì mọi thứ nó như thế này này, chị thấy em chưa? Bảo ừ, chị bây giờ chị thấy rồi. Và bạn vẫn sinh thêm được một đứa con trong cái giai đoạn đấy. Trong khi mình quay lại mình bảo ừ thì mình cũng làm 5 năm nhưng mình chưa được cái gì cả và mình cũng chẳng dám đẻ thêm một đứa con, mặc dù mình rất là thích trẻ con. Tuổi bây giờ thì là 36 tuổi rồi mà cái khát khao là đẻ thêm một đứa con khi mà mình đã có tiền á, đã có nhiều tiền á, là mãi vẫn chưa thực hiện được. Thế thì tôi mới hỏi là em giỏi thế tại sao bây giờ em lại không đi tự xây dựng một cái thương hiệu của em? Tại vì chị là đang đi xây dựng thương hiệu của chị này. Chị thấy nó hay lắm. Bạn nói rằng chị sẽ chỉ đi xây dựng thương hiệu của chị khi chị chưa tìm thấy được một cái gì đủ tốt thôi. Còn nếu chị đã tìm thấy được một cái gì đủ tốt, chả tội gì chị phải lo cả việc sản xuất hàng, đến việc nghiên cứu ra sản phẩm, đến cái việc mà nhập khẩu hàng, tất cả mọi thứ. Làm mấy cái việc đấy vừa chán, vừa mệt. Em chỉ làm việc với nhà phân phối thôi. Và đấy là có thể nói là một cái cuộc nói chuyện mà thay đổi cái tư duy của Anna. Và tôi về thì tôi suy nghĩ rất nhiều. Và trên đường đi thì cái anh bạn đồng hành của tôi, anh ấy bảo là anh nghĩ là em dư sức có thể làm leader của một hệ thống như này. Và một cách vô thức là tôi xối xả, tôi xả vào mặt anh ấy, tôi bảo tại sao anh có thể nghĩ như thế được, em đang thế này, em đang thế kia. Mà thú thực với các bạn là tôi về tôi bắt đầu tìm hiểu và tôi bắt đầu phát hiện ra để một công ty mà có thể, ví dụ như tất cả các anh chị em mình đang có trong cái buổi Zoom nhỏ ngày hôm nay mà mình đồng ý mình hợp tác ấy, thì cái công ty phải đúng là một công ty uy tín. Tức là họ phải là một cái người khổng lồ thực sự. Số 2, sản phẩm tốt rồi. Nhưng mà cái mô hình mà người ta phân phối sản phẩm nó có thể giúp để cho mà mình mở rộng được cái hệ thống và đưa sản phẩm được đến tay người tiêu dùng hay không. Đó, thế thì tôi bắt đầu suy nghĩ đến điều đấy. Và thứ nữa là gì? Nó có thuận lợi dễ dàng để cho những người họ muốn gia nhập, họ có thể gia nhập cho dù xuất phát điểm của họ là ở đâu không. Bởi vì dân Việt Nam của chúng ta ấy thì vẫn đang còn rất là, nói chung là thu nhập chưa cao, bình quân đầu người chỉ 10 đến 20 triệu thôi. Thế còn cái đối tượng nhà giàu ấy chỉ có chiếm đến 1-2% dân số. Thế thì tôi mới nghĩ như thế và tôi bảo thế này này, một sản phẩm để có thể mà tồn tại trường tồn được, số 1 là nó phải tốt. Tốt một cách thực sự, giống như mà anh Hùng đã nói ấy, tốt đến mức độ mà nó phải tự được, có khả năng tự lan tỏa được. Chứ đừng có là mình cứ phải đi mồi chài người ta. Số 2, sản phẩm đấy phải dễ dàng lặp lại tiêu dùng. Và để cho nó dễ dàng lặp lại tiêu dùng thì chúng ta mới có thu nhập thụ động, nếu không chúng ta cứ cả ngày phải đi tìm khách hàng mới. Thế thì cái dễ dàng lặp lại tiêu dùng này này thì nó phải đảm thỏa mãn được cái yếu tố là số 1 giá phải rẻ. Nữa là nó phải đa dạng. Giống như là ở trong Soho K, ở trong mấy cái siêu thị ấy, rất là nhiều sản phẩm, cho nên bạn cứ vào là thể nào bạn đi về bạn cũng tốn 500.000 để mua hàng, không biết là mua cái gì. À, cho nên người ta có thể dùng cái A rồi người ta dùng sang cái B, cái C, cái D. Nhưng mà nó phải đạt được cái yếu tố đó. Và cái mô hình ấy, mà nếu bây giờ mà như tôi đang áp dụng cũ là tôi mở ra một cái mô hình phân phối sản phẩm và rồi tôi yêu cầu người ta là mua một đơn hàng lớn thì mới được chiết khấu. Thế thì tôi bảo là bây giờ mình không thể nào mà cho người ta cái thu nhập thụ động được nếu mình không đăng ký được network. Cho nên là tôi phát hiện ra tất cả những người bạn của tôi đều không đăng ký được network. Ở Việt Nam hiện nay chỉ có đúng 23 công ty là được đăng ký giấy phép của nhà nước. Trong đó chỉ có 10 công ty là tập đoàn đa quốc gia. Và trong 10 công ty của công ty đó thì có mỗi một công ty là Siri, là có một cái thứ mà tôi cho rằng nó đã có cái thế ưu thế hơn hẳn so với tất cả những doanh nghiệp khác. Đó là một tháng một cái mắt xích chỉ phải tiêu thụ có một lượng hàng tối thiểu công ty quy định là 2,6 triệu. Và điều này làm cho chúng ta gỡ bỏ được một cái tâm lý là à, bạn gia nhập bạn phải mua đơn hàng mới này, bạn phải có tiền này, rồi bạn phải có hiểu biết để bạn bán được hàng này, và tất cả những cái thứ như là chèo kéo người thân người quen của mình để họ vào hệ thống của mình á, thì trong mô hình này là không cần. À, thế thì đấy là những cái bước đầu tiên mà Anna xin chia sẻ với các anh chị em, để các anh chị em có thể nắm được cái lý do tại sao mà tôi lại gia nhập.
Và bây giờ thì Anna xin đi từ trên xuống dưới các cái thắc mắc. Cái ý đầu tiên của bạn Thành á, của anh Thành á, thì Anna sẽ nói sau, bởi vì đây là coi như mình làm rồi. À, rồi bạn thứ hai là bạn 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 Minh, bạn của Nhất mà muốn phát triển bản thân và học làm giàu, thì rõ ràng đây là một cái môi trường, một lát nữa Anna sẽ giải đáp. Anna sẽ đi từ cái ý kiến của anh Hùng trước ạ. Anh Hùng có nói rằng là anh ấy trước đây là anh ấy có phản đối đa cấp, và nếu mà phát triển tự nhiên thì rất là tốt. Và anh Hùng có nói về cái việc là nếu mà mình quảng cáo trên truyền hình, trên web, trên và tất cả những phương tiện truyền thông đại chúng ấy thì nó rất là rõ ràng. Thì ở đây Anna cũng xin chia sẻ với các bạn như thế này. Cái ngành này á, nó gọi là MLM, tức là Multi Level Marketing, là có chữ marketing ở cuối. Và bây giờ cái từ mới mà nó chính xác hơn là Network Marketing, là nó cũng có chữ marketing ở cuối. Thế thì nó khác ở chỗ nào? Nó khác ở chỗ này. Đây không phải là một phương pháp bán hàng, mà là một cách người ta marketing. Tức là phương pháp truyền thống là một phương pháp, mà phương pháp truyền thống là một phương pháp, mà phương pháp mà phương pháp bán hàng cũng là một phương pháp. Tức là phương pháp truyền thống, xin lỗi, phương pháp truyền thống là một phương pháp, mà cái phương pháp mà gọi là sao, phân phối qua những cái hệ thống tư vấn viên độc lập cũng là một phương pháp. Và ở đây á, trong ngành nghề này chúng ta sẽ phân phối sản phẩm bằng truyền miệng. Tức là nếu như mà chúng ta không có dùng quảng cáo thì chúng ta sẽ tiết giảm được khoảng 50% doanh số. Và cái 50% doanh số đấy sẽ được dùng để chi trả lại cho các cái cấp bậc tư vấn viên ở trong đội ngũ của chúng ta. Đó là hai cái hình thức khác nhau. Cho nên là với cái hình thức mà network marketing, công ty sẽ không dùng tiền để trả cho quảng cáo tiếp thị. Và ở đây anh chị em có thể quan sát lại cái chỗ này ạ. Cho dù là thói quen của người tiêu dùng có khác nhau, trước đây người ta xem quảng cáo ở trên TV, bây giờ người ta xem quảng cáo ở trên Internet, bây giờ người ta xem quảng cáo ở trên Facebook, ở trên YouTube. Đó, thế là nếu bây giờ mà mình không có thay đổi đi á, mà mình vẫn cứ xem trên TV thì có khả năng là chúng ta không tiếp cận được khách hàng. Thế thì riêng có một cái phương thức mà cả nghìn năm nay nó vẫn hiệu quả, đó là phương thức truyền miệng ạ. Truyền miệng, bán hàng bằng truyền miệng, giống như ra ngoài chợ truyền người này người kia, ở nhà truyền người này người kia. Cho nên là khi mà các nhà marketing họ phát hiện ra là cái phương thức truyền miệng nó hiệu quả cả nghìn năm, bất kể những cái công cụ người ta sử dụng là TV, báo đài hay là Internet như hiện nay, thì cái truyền miệng vẫn là một cái rất là quan trọng. Thì lúc đó người ta bắt đầu phát triển ra mô hình này. Đồng thời một mặt khác nữa là khi mà Anna là một người làm kinh doanh và Anna có chạy quảng cáo, có những cái thời điểm mà Anna chạy quảng cáo là lên đến 500 triệu ạ. 500 triệu, 500 triệu một tháng tiền chi phí quảng cáo online. Và khi mà mình dùng các cái loại chi phí để mình chạy quảng cáo online thì mình sẽ xin lỗi Anna, xin lỗi một khi mà mình dùng những cái cách để mà mình chạy chi phí như vậy, mình phát hiện ra là người chạy quảng cáo nhiều hơn cái người mua hàng rất là nhiều, và giá thầu thì cao lên rất là nhanh. Và lúc đấy thì Anna mới phát hiện ra là ôi trời ơi, nếu mà như thế này thì không bao giờ mình có lời được. Các bạn biết là doanh số của Anna có những tháng mà lên đến 3-4 tỷ một tháng, và tiền chạy quảng cáo thôi đã 500 triệu rồi mà tôi không thể lời được một đồng nào. Chưa kể là nó có một cái gọi là hoàn đơn. Tức là lúc đấy Anna tính là với chi phí quảng cáo như vậy, với doanh số như vậy, với biên độ lãi như vậy thì tháng này tôi sẽ lời được 600 triệu. Thế mà chỉ cần cái tỷ lệ hoàn đơn, tức là người ta mua 10 người mua mà 2 người trả lại, Anna về bằng không luôn. Một nhà người, 30 mấy con người làm việc quần quật từ sáng đến đêm. Và Anna thường xuyên làm việc với ở cái cường độ là cứ nhân viên về bắt đầu đến lực phiên mình vào trực đến 2 giờ sáng, và sản phẩm của Anna rất là tốt. Bây giờ vẫn có những người ta mê cái phương pháp của mình lắm ấy. Thế mà rồi thì tôi vẫn phải ngưng lại cái đó. Tức là lúc đấy tôi vẫn phải bảo với cả đồng đội của tôi là đóng quảng cáo để cho chị phải tìm ra được một cái chiến lược đã. Và cuối cùng là tôi phát hiện ra rằng nếu như người ta bán hàng mà bằng truyền miệng thông qua cái đội ngũ gọi là đại lý và tư vấn viên
thì lúc đó người ta sẽ giảm được cái tỷ lệ hoàn đơn rất nhiều và cũng giảm được cái chi phí quảng cáo. Và đúng như thế, Anna làm mở doanh nghiệp ra là trước đó Anna hợp tác để mở ba cái doanh nghiệp thì vẫn rơi vào cái lòng gọi là cái lòng vòng như vậy. Và đến khi chính tôi á là một người mà học hành rất là bài bản, mình tự tin rằng mình là một cái nhóm mà 10% là có thể làm được những gì mà thầy dạy, mà tôi về thì tôi vẫn lỗ mất khoảng 3 tỷ và vẫn loay hoay trong cái bài toán dòng tiền. Tức là tiền cứ về lại đi, tiền cứ về lại đi. Thế thì với 2 năm như vậy, Anna chưa từng một lần nào mà có thể được nhận một cái số tiền là trên 100 triệu tiền lời mình cắt đi. Và với 6 tháng làm Sibri thì ngay tháng số 2 là Anna đã có ngay cái số tiền là 40 triệu tiền dương rồi. Tức là chuyển về tài khoản của mình và mình chẳng phải trả cho ai. Và đến tháng vừa rồi là 109 triệu ạ. Và đến tháng thứ 6, nguyên đội nhóm của Anna là tổng tiền chi trả trong đội nhóm của Anna là 348 triệu. Tức là tiền nó ở rất là nhiều những cái mắt xích khác nhau. Và chỉ có khi mình làm được điều đó thì lúc đó mình mới có thể phát triển được sự nghiệp thôi. Đấy là cái góc nhìn về khía cạnh là một người làm kinh doanh. Tức là đã kinh doanh thì anh phải tính toán đến cái bài toán là cái chi phí cơ hội này, vốn liếng bỏ ra và lợi nhuận. Đó thì vốn ở đây á, là bằng 0 đồng ạ. Mình cứ hình dung nhá, tìm hiểu Sibri một quá trình nó phải bao gồm cả tìm hiểu sản phẩm. Bởi vì một trong những lý do để cái ngành nghề này nó sống được trên cái thế giới này, trên cái trái đất này, sản phẩm nó phải tốt. Điều kiện kiên quyết, nếu sản phẩm không tốt, không bao giờ có thể phát triển được. Mà bản thân mình khi tìm hiểu thì mình phải tìm hiểu được là nó tốt đến đâu, nó tốt ở cái mức độ nào, để mà cái lời nói của mình, cái uy tín của mình đấy, nó như anh Lê Hùng nói là uy tín của tôi còn quan trọng hơn cả tiền nữa. Thế thì nó tốt ở đến cái mức độ nào? Và mình phải có cảm nhận. Và Anna đã từng tư vấn cho hơn 400 anh chị em ở trong đội ngũ của chúng ta. Là đội ngũ của Anna ấy, thì Anna phát hiện ra rằng là nếu cứ một cái đơn hàng mà từ khoảng 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 7, cho dù anh chị dùng bất kể sản phẩm gì, anh chị cũng sẽ cảm nhận được hiệu quả của nó sau từ 3 ngày đến 7 ngày. Và một sản phẩm mà có thể cảm nhận được cái một dòng sản phẩm mà có thể cảm nhận được hiệu quả sau 3 ngày đến 7 ngày, chắc chắn nó phải có những cái bí quyết kinh doanh nào đó rồi, chứ không phải bỗng nhiên mà nó có được cái kết quả đấy đâu ạ. Vì Anna là đã dùng gần như là những cái công ty uy tín trên thị trường Việt Nam, là Anna đã dùng sản phẩm của họ hết rồi. Và tôi chưa thấy một cái sản phẩm nào mà nó lại có thể làm cho mình cảm thấy là tin tưởng một cách tuyệt đối, toàn tâm toàn ý, mà sau 5 tuần sử dụng, 5 tuần làm việc, tôi quyết định sẽ đóng cái công ty của tôi. Tại vì công ty của Anna lúc bấy giờ là Anna cũng làm về thanh lọc cơ thể, cũng làm về các loại nước ép rau củ quả, cũng làm về những cái sản phẩm tăng tổng cân. Tức là chẳng khác gì Sibri, chỉ khác là đây là một cái phiên bản 30 năm sau thôi. Tôi đã tìm hiểu rất sâu về cái lĩnh vực này rồi. Và tôi biết để ra mắt được một cái công ty như vậy, với một cái sản phẩm hiệu quả như vậy, mình có làm cả đời mình ở Việt Nam cũng không được. Tại vì nó mắc ngay ở cái vùng nguyên liệu rồi. Cái khác biệt nó nằm ở cái vùng nguyên liệu. Và đến chỗ này á, thì mong là đã giải tỏa được một phần cái câu hỏi của anh Hùng. Tức là tại sao mà người ta lại không đi làm các cái phương tiện truyền thông đại chúng. Bởi vì đơn giản đây là một hình thức phân phối sản phẩm khác, gọi là network marketing. Một hình thức phân phối sản phẩm khác. Và ở nước ngoài á, thì cái mô hình này là họ phát triển là mỗi người dùng một ít và mỗi người bán một ít. Nó không giống như khi về Việt Nam, thì các công ty vào được đến Việt Nam á, thì họ lại hay là bạn mua thì bạn sẽ mua một đơn hàng khoảng chừng 60 triệu, xong rồi để mỗi tháng mà bạn được hưởng hoa hồng thì bạn lại phải đảm bảo tự bán được một lượng hàng là từ 60 triệu đến 100 triệu. Thì gần như không ai có khả năng làm được điều đấy á, mà lại làm được điều đấy trên một khoảng thời gian dài, tháng nào cũng lặp đi lặp lại, đến mình còn chẳng làm được như thế. Đấy chính là lý do tại sao sau 3 tháng mà làm việc trước đây là tôi đã không làm nữa. Tôi bảo sẽ rất ít người có khả năng làm được điều đấy, rất ít người. Và vì như thế cho nên là khi tôi sang Sibri thì tôi phát hiện ra là gì? Một người một tháng, nếu mà bạn không có khả năng bán hàng nhiều thì bạn chỉ việc đi chia sẻ thôi. Và khi đi chia sẻ thì bạn hướng dẫn cho người ta cũng mua hàng trực tiếp của công ty thông qua các cái mã số. Và từ đó mà cái công việc của mình ấy nó sẽ phát triển. Bởi vì là một tháng bạn chỉ phải đảm bảo cái mức tiêu thụ tối thiểu của chúng ta là 2,6 triệu thôi. Bạn nào giỏi thì bán khoảng 5,2 triệu. Còn ở đây á, anh chị em trong đội nhóm á,
Mà những bạn như là Anna này, hoặc là những anh chị em mà làm full time, thì một tháng anh chị có thể tiêu thụ được lượng sản phẩm là khoảng từ 10 triệu cho đến 15 triệu. Thế thôi, đấy là tự mình bán. Còn lại là gì? Chúng ta mở rộng một đội nhóm, những người cũng cùng làm cái công việc giống mình, và mình cùng nhau học tập để mà mình có thể tối ưu được cái hệ thống đấy. Nó chả khác gì là bán buôn, bán lẻ, rồi quảng cáo tiếp thị đến bán buôn, bán lẻ cả. Giống như anh Maro, anh hay lấy ví dụ về chai nước Lavi. Chai nước Lavi mua ở trong siêu thị thì là 5.000, mua ở sân bay thì phải 20, đúng không ạ? Mua ở trong quán bar thì phải 50. Thế mà ở đây khi mua hàng trực tiếp của công ty thì chỉ có một mức giá thôi. Một trong những thứ mà khiến cho Anna không chọn các công ty khác vì thông tin phá giá tràn lan ở trên thị trường. Riêng Sibri trong 5,5 năm có mặt ở thị trường Việt Nam, số lượng thông tin bán phá giá là đếm trên đầu ngón tay. Anna không dám nói là 100% là không có, vẫn có các anh chị em bán phá giá, nhưng mà họ toàn bán phá giá đủ ở cái mức mà chiết khấu là mức 25% ấy. Thế thì cần gì phải bán phá giá, đúng không ạ? Cứ mua trực tiếp của công ty là được cái mức giá rồi, được cái mức giá đấy rồi, và không bao giờ có một mức giá thấp hơn để mua. Và đấy là một trong những cái thứ mà bất di bất dịch tôi cảm thấy là uy tín của tôi phải là, ví dụ tôi bán cho chị Hương Giang đi. Tôi bán chị Hương Giang một sản phẩm hộp trà 300.000, vì công ty niêm yết 300. Thì vì cái mối quan hệ của tôi với chị Hương Giang cho nên chị Hương Giang tin tôi, chị Hương Giang mua. Thế là chị Hương Giang cảm thấy thông minh, bởi vì là mình có được bạn của mình giới thiệu cho mình những sản phẩm tốt. Ngày mai chị Hương Giang thấy chị Hiếu ở trên internet bán giá có 200.000 thôi. Tự nhiên chị Hương Giang chột dạ, bảo thế chứng tỏ là mình cũng chẳng thông minh lắm. Mà cái người bạn này của mình cũng chẳng tử tế lắm. Bởi vì họ bán cho mình cái sản phẩm là nó cao hơn giá mà mình có thể tìm thấy ở trên internet. Thì với Sibri ạ, chúng ta sẽ không gặp những cái tình huống éo le đấy. Tức là mình làm đúng, ở ngoài kia người ta cũng làm đúng. Và 26.000 nhà phân phối của Sibri, hiện tại tổng nhà phân phối của Sibri là có 29.000 nhà phân phối. Trong đó cái nhánh của anh Trương Huy Cường là cái anh mà vừa mới làm OPP đấy ạ, là có 26.000 rồi. Mà nhánh của chúng ta là do anh Cường bảo trợ trực tiếp, hướng dẫn trực tiếp, cho nên rằng là ở đây á, là làm rất là chuẩn, gần như không có ai làm sai. Và ở đây cái tiêu chuẩn đạo đức đặt lên cao đến mức độ mà chỉ cần có ai mà người ta làm sai là tự động người ta sẽ bị đào thải ra khỏi thị trường. Và một trong những cái thứ mà làm cho Anna làm một cách hăng hái là vì Anna biết rằng là mình làm càng nhanh, mình là những người đi đầu thị trường, mình làm càng nhanh thì mình càng làm lan tỏa được cái cách làm chuẩn chỉ của mình, mà không phải xóa đi, tẩy đi, xóa lại những cái cách làm mà những cái đội nhóm khác ở thị trường Việt Nam họ đã làm sai rồi. Đó là một trong những cái lợi thế. Đấy là câu hỏi của anh Hùng ạ. Câu tiếp theo là của anh Lê Hùng. Thì anh Lê Hùng cũng đang rất là muốn xác nhận. Và anh có một thắc mắc là tại sao chị Hiếu nói là mối quan hệ nóng để sau. Thế thì Anna cũng xin chia sẻ như thế này. Cái lúc đầu khi chị Hiếu tham gia, chị Hiếu được dặn dò như thế nào? Thì đúng là cái mô hình chúng ta là sao chép. Thế là chị cũng dặn dò lại tư vấn viên hoặc người tìm hiểu của chị y chang như thế. Nó xuất phát điểm từ Anna. Tức là khi mà Anna làm các công việc cũ thì chẳng ai phản đối Anna cả. Người nhà của Anna chẳng bao giờ nói là thôi chị đừng có làm công việc đấy. Cụ thể là người thân luôn á. Thế xong bắt đầu đến khi mình làm công việc này thì bà mới nói rằng là chị đang làm công việc đấy là làm ở trên trời, những thứ ở trên mây, những thứ đấy nó không có thật, những cái thứ đấy nó cũng chả khác gì lừa đảo. Rồi cẩn thận này, bị công ty lừa. Rồi ngay cả khi Anna đã mua ô tô rồi, nàng ấy vẫn nhắn tin, nàng ấy bảo là làm sao mà chắc được là cái ô tô đấy là thật, chị cẩn thận không bị lừa. Và đến khi cái tháng vừa rồi, khi mà tôi được 9 mấy triệu, rồi tôi được 109 triệu, tôi có hoa hồng mà, nàng ấy vẫn nghĩ rằng là chị mình sẽ bị lừa. Vẫn còn lan truyền rằng là chị đang bị lừa đấy, công ty nó không trả tiền đâu, nên bây giờ chị đang cần phải kiếm tiền để trả nợ ấy kìa. Đấy. Và để tôi nghĩ rằng là sẽ rất là vất vả cho chúng ta khi mà chúng ta thuyết phục người thân. Cho nên tôi nói với chị Hiếu là cái mối quan hệ mà nóng ơi là nóng ấy, để lại đi, đừng có làm, không thèm làm thì đúng hơn. Riêng với Siri là những người mà người ta nói như thế nhá, tôi không thèm nói chuyện. Tại vì tôi bảo thế này này, nếu mà em ủng hộ chị thì hoặc là em nói những cái lời mà truyền cảm hứng cho chị, không thì thôi em im lặng. Và để tránh cái việc là mình phải tranh luận với người thân của trong gia đình của mình, vì những người thân là những người hết sức quan trọng, bởi vì họ hết sức quan trọng cho nên mình mới bị ảnh hưởng, chứ còn người ngoài nói gì thì kệ, đúng không ạ? Cho nên là tôi mới dặn chị Hiếu là người thân thì thôi,
không cần phải đụng đến. Bởi vì chỉ làm series nhá, với công thức mà Anna đã xây dựng xong, đây là một cái bộ tài liệu mà Anna đã tự xây dựng trong suốt 6 tháng qua. Và khi Anna xây dựng công thức này, Anna tin chắc rằng nếu anh chị em mình mà lựa chọn đồng hành cùng series và nắm bắt với những người có những cái nền tảng mà tốt, tức là đã có kỹ năng để kinh doanh rồi á và phát triển bản thân rồi, thì chỉ trong vòng khoảng 3 tháng là mình lên cái mức thu nhập chuyên nghiệp là 40 triệu và mình bước thân và gọi là bước chân vào dự án ô tô thôi, dự án xe hơi. Và trong sau một năm mà đồng hành thì chúng ta sẽ có cái thu nhập mà nói chung là tôi nghĩ béo nhất ý, một người ý, béo nhất làm theo đúng chiến lược của Anna thì sau một năm cũng được 50 triệu một tháng. Đấy là một người tối thiểu nhất. Còn mức bình quân tôi hình dung về đồng đội của tôi sau một năm sẽ là 100 triệu. Những anh chị em nào xuất sắc hơn là 200 và nhiều hơn. Đó, thế thì tôi nói như vậy là để cho mình tin tưởng là cái thời gian mà mình có cái thu nhập ấy nó ngắn lắm. Nó không giống như là một số công ty như lúc nãy anh Hùng anh ấy có nhắc đến là Amway. Amway tại sao mà họ lại đang bị suy giảm đến một nửa doanh số? Bởi vì là một người làm với họ 4 đến 5 năm mới lên được mức thu nhập 50 triệu. Trong khi làm ở Sibri chúng ta, một người đơn giản nhất sau 13 tháng cũng có thể làm được mức thu nhập 50 triệu rồi. Đó. Thế thì đấy là một trong những lý do mà một người có giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa mà đồng hành quá lâu trong một cái phương tiện mà đi chậm như đi xe đạp như thế thì làm sao mà đi xuyên Việt và đi vòng quanh thế giới được. Cho nên là đơn giản là nếu mà người ta đồng ý, người ta đổi cái phương tiện đi, con đường vẫn thế, mục đích vẫn thế, chỉ cần đổi phương tiện đi thôi là mọi thứ nó sẽ khác hẳn rồi. Em trả lời cái câu hỏi đó. Và thêm một cái ý nữa của anh Lê Hùng là bây giờ môi trường là nông thôn và kinh doanh là truyền thống, hàng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, và anh tự thấy rằng là độ hấp dẫn của anh thì không bằng các chị em. Thế thì bây giờ mình phải làm thế nào để mà mình có thể làm được, mình có thể làm được cái này. Thế thì ở đây em cũng chia sẻ rất thật là riêng ở Siberia, hồi mà có một bạn là bạn Hiếu Dung á, em với Hiếu Dung thì làm network rất là nhiều năm rồi. Và khi đến cái hội thảo gọi đại hội vào tháng 10 năm ngoái, 2000 người mà Hiếu Dung nói là tại sao tao không tìm được một người quen nào. Tại vì đội hình của Siberia toàn là những người rất là chất phác, nông dân này, bắn cá này, học hết lớp 3 này, công nhân này, công nhân may này, rồi bán hàng này, tiểu thương này, lại là những người mà có ô tô. Và không những thế, chị Tô Đính là một chị bán cá ở chợ Ga Vinh, chị không những có ô tô mà chị giúp cho 7 người biên giới chị có ô tô. Còn càng mà những cái người mà em xin lỗi nhá, giống như càng những người mà đã rất là thành công ở những cái đỉnh núi khác á, càng có cái tôi cao đấy, 20 tiến sĩ chưa một ai có ô tô. Cho nên cái lúc mà anh Cường anh ấy chia sẻ với em lần đầu thì em mới giới thiệu là tôi là như thế này, tôi là như thế kia, tôi biết cái này, tôi biết cái kia, thì anh ấy nói rằng là em có những cái thứ đấy sẽ rất thuận lợi trong công việc. Và anh cũng xin được chia sẻ với em một sự thật là ở đây 20 tiến sĩ chưa ai có ô tô cả, nhưng mà những cái người kia thì có ô tô. Thế thì bây giờ em muốn làm theo cách chuyên gia của em hay em muốn làm theo cách anh hướng dẫn? Thế tôi bảo thì bây giờ vào một cái sân chơi mới thì em sẽ làm theo cách anh hướng dẫn. Và khi mà đội nhóm đã có một cái phương pháp hướng dẫn rồi, anh Lê Hùng ạ, và việc của mình là gì? Mình dành thời gian để mình làm theo cái hướng dẫn đó thì tự động là mình sẽ có kết quả. Thời gian nó sẽ là bao lâu khi mà chúng ta lại có những cái công việc khác nữa? Thế thì Anna cũng xin chia sẻ thật, nếu mục tiêu của mình là khoảng 50 triệu sau một năm thì một ngày anh chị em chỉ cần dành khoảng 4 đến 5 tiếng thôi, 4 đến 5 tiếng nghiêm túc với nó nhá. Tức là mình sẽ không phải làm việc 8 tiếng một ngày mà mình có thể làm việc thành là 12 tiếng một ngày. Và Anna tin chắc rằng là anh chị em sẽ sẵn sàng để dành ra thêm khoảng 4 tiếng để làm như thế. Nếu mà mình muốn có 100 triệu sau một năm thì mình có thể phải đẩy lên là phải dùng 6 tiếng một ngày. Nếu mà các anh chị em muốn có 200 triệu một năm thì mình phải làm khoảng ít nhất 10 tiếng một ngày. Nếu giống như Anna muốn kết thúc 2020, Anna có thu nhập thụ động từ 500 triệu đến 700 triệu một năm và đi hết sơ đồ trả thưởng của Sibri thì Anna sẽ làm 12 đến 15 tiếng một ngày. Chúng ta không có một con đường tắt nào. Ở đây chúng ta nên đi xây dựng một cái hệ thống những người mà tiêu thụ sản phẩm và phân phối sản phẩm, xây dựng dựa trên giá trị thực sự luôn á. Và không thể có cái cách gì mà làm giàu gọi là nhảy cấp, mà ở đây đơn giản là chúng ta đã có công thức rồi, chúng ta có phương pháp rồi, chúng ta có chiến lược rồi,
thì chúng ta sẽ áp dụng nó. Và thay vì một ngày làm 8 tiếng, giờ ngày tôi làm 14 tiếng thì có phải tôi phải được gấp đôi không? Và tôi phải được gấp đôi như vậy thì cái kết quả của tôi ít nhất phải gấp đôi rồi. Mà nếu như người nông dân, người ta dùng chiến lược đấy, nó khác với mình là trí thức. Trí thức khi mà dùng thì có thể nhanh gấp 3 lần nông dân với cùng một chiến lược. Vậy là 3 x 2 là 6. Thế thì người ta mất 5 đến 6 năm đi hết sơ đồ trả thưởng, mình đi hết 1-2 năm là chuyện bình thường. Cho nên là cái thời gian làm như thế nào là nó liên quan đến cái việc là cái mong muốn thu nhập thụ động của mình có là bao nhiêu. Và cái thu nhập thụ động ạ, hay những cái phần thưởng như ô tô này, du lịch này, tiền mua nhà này, nó thực tế là cái biểu thị của những cái giá trị mà mình đã trao ra được với những người tin đi theo mình. Cái đích của một người làm Sibri là trở thành những người leader, những người dẫn dắt, những thầy cô giáo truyền cảm hứng. Nhiệm vụ số 1 là thắp sáng ước mơ cho những người tin đi theo mình. Bởi vì họ đã tin đi theo mình rồi, cho nên mình phải có trách nhiệm với cuộc đời của họ. Và cái số 2 là mình phải biết dẫn dắt họ vượt qua tất cả những cái cản trở, làm rõ cho họ tất cả các thông tin. Một khi một người đã được làm rõ tất cả những thông tin thì việc của họ là sẽ hành động rất là mạnh mẽ. Và từ đó họ sẽ đạt được những cái ước mơ của họ. Và khi mà họ đạt được những ước mơ của họ thì ở đây chúng ta có ràng buộc với nhau về cái phần lợi ích. Mặc dù cái lợi ích đấy đối với một người nó không nhiều ạ. Chúng ta theo trường phái là lấy cái hoa hồng mỗi người một tí, chứ không phải là của một người rất nhiều. Thế mà khi họ đạt được mục đích thì tự động mình sẽ đạt được mục đích. Và đến chỗ này nó sẽ giống như anh Hùng nói ạ, là anh Hùng có thắc mắc làm thế nào để nó tự nhiên được. Thì cái này nó sẽ tự nhiên như hơi thở thôi ạ. Một khi mình đã cung cấp thông tin và mình đã hướng dẫn cho mọi người cùng làm, cùng hiểu, thì tiền nó sẽ đến một cách tự nhiên. Chứ không ai phải ôm hàng, cất hàng đi ở nhà để rồi tiền mới về. Đấy chính là một trong những cái biểu hiện của cái việc là thị trường có nhu cầu thì họ sẽ tự động có nhu cầu sử dụng và mình không cần phải ôm hàng, mua những đơn hàng lớn. Mình chỉ cần mua những cái sản phẩm đủ nhu cầu sử dụng của mình để mình có trải nghiệm sản phẩm, để mình có sức khỏe, để mình có niềm tin. Sau đó rồi thì ai có nhu cầu mình tự giới thiệu họ mua hàng với công ty. Mình cũng chẳng cần lấy tiền lời trên cái sản phẩm mà họ dùng. Rồi nếu mà họ kinh doanh, mình lại hướng dẫn họ cái cách để tìm ra những người đó. Thế thôi ạ. Còn nếu đơn giản nhất là hướng dẫn một người dùng sản phẩm biết cách để có thể được dùng sản phẩm miễn phí. Đó, đó là cái mà em muốn nói. Và đối với anh Lê Hùng, anh cũng còn một suy nghĩ nữa là cái tư duy là tư duy của người làm truyền thống thì làm sao? Thế chỉ cần thế này, anh đang đứng ở trên một đỉnh núi, chỉ cần anh sẵn sàng, anh nói với Anna và với chị Hiếu là anh đồng ý là anh sẽ leo xuống chân núi, vì đỉnh núi này anh chinh phục được rồi. Bây giờ anh đồng ý anh leo xuống chân núi và hai em hướng dẫn anh leo cái ngọn núi mới có tên là Sibri. Thế thì anh đã có kỹ thuật leo núi rồi, vì anh đã từng thành công ở những lĩnh vực khác rồi. Việc của mình bây giờ là gì ạ? Là học cái luật chơi để biết là cái ngọn núi nào, chỗ nào thì bị trơn trượt, chỗ nào thì là vách nó dựng đứng, chỗ nào là thuôn thuôn có thể đi được. Và cứ như thế anh làm theo hướng dẫn, bởi vì ở đây chúng ta là người làm được rồi hướng dẫn cho người mới. Cho nên rằng là ở trên có một người sẽ chỉ trỏ là đây đấy nhá, đấy, có người có chỗ này chỗ kia cần phải để ý. Còn ở dưới là có những cái người gọi là đốt đít mình ấy, là những cái người mà tin đi theo mình ấy, họ lại đang chờ mình làm được để rồi mình hướng dẫn cho họ mà. Thế cho nên là mình giống kiểu một cái bánh mì kẹp thịt, cỡ nào mình cũng lên được trên đỉnh núi thôi. Nếu như chỉ cần mình ra một cái quyết định là mình sẽ chấp nhận, sẵn sàng là mình leo cái ngọn núi này, thì mọi thứ đều đã được hướng dẫn ạ. Và cái ý cuối cùng là của bạn Lan Anh. Bạn Lan Anh thì bạn Lan Anh biết rằng là tiềm thức sẽ dẫn dắt mình đến nơi nó muốn, chứ không phải đến nơi mình muốn. Thế cho nên là để thay đổi được tiềm thức ạ, thì nó có một cách là mình hình thành những thói quen mới. Thay vì mình tập trung vào việc làm giảm tắc đường. Đây mình lấy ví dụ này mình sẽ thấy rất rõ. Ở trong thành phố có một con đường nhỏ và con đường này cái xe lưu thông rất là nhiều cho nên nó thường xuyên bị tắc. Thế thì bây giờ thay vì người ta cứ tập trung vào việc là phân luồng giao thông, ngăn chặn cái này cái kia để nó không bị tắc, thì cái cách mà ngon hơn ạ, nếu mà còn đất, nếu mà có kinh phí, xây ngay bên cạnh nó một con đường to gấp 10, to gấp 20 lần, to gấp cả 100 lần con đường cũ, thì xe cộ tự động lưu thông sang con đường mới. Suy nghĩ của mình chính là dòng xe cộ nó sẽ tự động chuyển sang con đường mới, và con đường cũ không còn ai đi nữa
thì nó sẽ sớm trở thành một con đường hoang. Cho nên là gì? Cái cách mà để mà thay đổi được cái tiềm thức á, là đừng tập trung vào cái việc thay đổi nó, mà tập trung vào việc xây dựng một cái mới. Và để mà xây dựng được một cái mới thì nó phải là một quá trình làm lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nó phải đến từ niềm tin, từ những cái bằng chứng mà chúng ta nhìn thấy được từ những môi trường xung quanh. Và với cái cách mà mình luôn luôn mình rót được những cái sự tích cực, mình rót được những thông tin đúng đắn về cái mô hình kinh doanh này, thì tự động cái con đường mới của mình nó sẽ rất là bự. Và lúc đó tự động Lan Anh sẽ thấy rằng là cái con đường cũ, cái suy nghĩ cũ của mình nó biến đi lúc nào mà mình không còn hay biết nữa. Đó, thì đấy là một cái cách mà để mình có thể thay đổi được tiềm thức. Thì Anna cũng là một cái người coach rất là có cá tính ở trong cái cộng đồng các huấn luyện viên về tâm lý và NLP. Cho nên và chị Lệ cũng là một cái người huấn luyện viên, và trong đội ngũ của chúng ta có một cái sự đặc biệt ạ. Đội ngũ, một lát nữa Anna sẽ nói đến sự đặc biệt của đội ngũ này. Và bây giờ Anna trả lời nốt hai cái câu là làm thế nào để tiếp cận khách hàng và làm thế nào sản phẩm nào là dễ bán. Thì với anh Thành á, thì Anna xin anh Thành là trước tiên là có một ngày để tìm hiểu các thông tin cơ bản về sản phẩm và về mô hình kinh doanh. Bởi vì trong các cái tìm hiểu những thông tin cơ bản về sản phẩm đấy, Anna đã nói luôn là bộ nào là dễ bán rồi. Tức là chúng ta có những mối quan tâm y chang nhau, làm thế nào để tiếp cận được khách hàng. Anna cũng có hướng dẫn luôn là cách làm việc với thị trường nóng như thế nào, với thị trường lạnh như thế nào, với cái người mà biết hơi hơi như thế nào, với người mà lạnh ngắt như thế nào. Bởi vì là cái thị trường mà có nhiều nhất là thị trường lạnh, là những người mà mình chưa quen biết. Và vì thế cho nên là chúng ta làm những người quen có thể ra được 5-10 người, mà làm người lạnh là có thể ra cả trăm và nhiều trăm người. Cho nên là cứ yên tâm là đã vào hệ thống là sẽ được hướng dẫn. Đầu tiên là 1 ngày, sau đó là 3 ngày và cuối cùng là 7 ngày. Kết thúc 7 ngày này thì anh chị sẽ được chuyển giao toàn bộ cái quy trình. Và với những bạn mà như bạn của Nhất mà muốn phát triển bản thân và muốn học làm giàu, thì có thể nói đây là một cái trường dạy làm giàu dành cho những người thích giúp đỡ người khác. Một cái trường dạy làm giàu dành cho những người mà có phẩm chất là chịu khó, sáng tạo, chính trực, muốn kiếm ra những cái đồng tiền đúng đắn, những cái đồng tiền mà nó phù hợp với cái phẩm chất mà uy tín mà hồi giờ mình vẫn đang xây dựng. Thì Siri là một môi trường như thế, một môi trường rất hiếm có mà 11 năm rồi Anna mới tìm thấy được. Cho nên Anna tin chắc là khi các anh chị em mà dành 1 đến 3 ngày để tìm hiểu những thông tin cơ bản, sau đó là 4 ngày để tìm hiểu về những thông tin về cách làm, kết thúc một tuần đó kết hợp với việc trải nghiệm sản phẩm đồng thời, thì chúng ta sẽ tự có cái quyết định là chúng ta sẽ làm nhanh hay chúng ta sẽ làm chậm, và nhanh hay chậm ở cái cấp độ nào. Đó là những cái ý mà Anna xin chia sẻ với các anh các chị. Và thêm một cái điều nữa, mình giới thiệu một chút về hệ thống. S69 có anh Trương Huy Cường, là một người mà Anna cho rằng là rất hiếm có. Ở Việt Nam anh ấy cũng đi học với rất nhiều người thầy. Và thay vì chúng ta muốn kinh doanh, chúng ta phải đi học ở những cái ông thầy khác, tốn vài trăm triệu một năm, thì ở đây chúng ta, ở đây trong S69 chúng ta có 6 khóa học ạ. Từ khóa học lột xác để trở nên giàu có, đến những khóa học bán hàng sân khấu, đến những khóa học đào tạo, đến những khóa mà tìm ra sứ mệnh cuộc đời của mình. Nữa là chúng ta có những buổi đào tạo trên Zoom vào các buổi tối. Và đấy là một trong những cái thứ mà cái lò luyện S69 này thường nói là giống như một cái lò làm xúc xích. Bất kể thịt đầu vào là các loại thịt gì, cứ vào cái lò này ra là thành xúc xích. Bất kể xuất phát điểm của chúng ta ở khác xa nhau như thế nào, nhưng mà cứ qua cái lò này ra, chúng ta đều thành thủ lĩnh, đều thành leader hết. Đấy là cái ưu thế của anh Cường. Cái số 2 là cái ưu thế của Anna. Anna có thể tự tin mà nói rằng cái thứ làm cho Anna cảm thấy là mình hãnh diện nhất, mà lúc nào mình cũng chia sẻ với người khác ở trong một cái tâm thế là rất, gọi là thế nào nhỉ, rất là ngưỡng mộ chính cái thứ mà mình đang được sống trong nó. Đó chính là đội ngũ của Anna. Đội ngũ của Anna là có rất nhiều những anh chị em mà rất phát triển bản thân rồi. Ở đây có chị Lệ là đa triệu phú, với tổng cái tài sản của chị phải trên 500 tỷ rồi, mà chị vẫn tìm thấy cơ hội ở Siri và vẫn làm Siri là như hơi thở. Rồi có những cái anh chị em là vợ của đại gia, rồi là người phát triển về tâm linh và không có nhu cầu kiếm tiền trong rất nhiều năm. 5 năm qua Anna không thấy mọi người đấy có những cái nhu cầu mà kiếm tiền nó quá cao. Mà đến khi vào với Siri á, thì họ thấy là gì? Để chúng ta làm việc được đội nhóm, lúc đấy cái thế giới bên trong
cái bản thân của chúng ta phải phát triển lên rất nhiều. Người nào mà thiếu kiên nhẫn bây giờ phải kiên nhẫn, người nào mà đang thiếu hành động bây giờ phải hành động, người nào thiếu kết nối bây giờ phải kết nối đấy, người nào thiếu đào sâu bây giờ phải đào sâu. Cho nên khi đi đến cuối chặng đường này là tất cả bản thân chúng ta đã phát triển rồi, và đây chính là một cái môi trường để mà mình có thể chuyển hóa được những người tin đi theo mình. Và cái cảm giác mà chuyển hóa được người khác ấy, để người khác có được một cuộc sống hạnh phúc ấy, nó đã hơn rất là nhiều so với số tiền mà mình kiếm được ạ. Nó đã rất là nhiều. Lúc đấy là tiền hay xe chỉ là phần thưởng cho mình thôi. Việc của mình là tập trung vào cái việc mà chuyển hóa người khác và giúp cho người khác có được một cái cuộc sống mà họ đáng mơ ước. Nó y chang như là trong cái khóa học giả định mà tụi Anna hay đi làm huấn luyện viên miễn phí trong đấy. Thế nhưng mà khác ở chỗ là ở đây á, mọi thứ nó là rất là thật. Nó rất là thật. Và chúng ta sẽ phải đấu tranh cho chính cái lợi ích của những người mà tin đi theo mình. Đồng thời trong đội ngũ là có những người vô cùng tâm huyết. Và đội ngũ này là một đội ngũ mà toàn là leader. Tức ở đây họ có một thuật ngữ là con tàu vàng. Đội của Anna 450 người thì 450 người này đều là những con tàu vàng. 500 người thì 500 người này đều là những con tàu vàng. Tư vấn viên thì họ sẽ bỏ đi, nhưng mà leader thì sẽ ở lại. Một đoàn quân mà 1.000 người, 10.000 người có thể chết hết, có thể bị địch đánh chết hết, nhưng chỉ cần giữ lại được ông tướng thôi thì ông tướng đấy có thể lại tiếp tục xây dựng ra được những cái quân đoàn mới. Thế đấy là những cái thứ mà Anna vô cùng tự hào. Và Anna rất là mong ngày hôm nay khi mà nghe các anh chị em chia sẻ, Anna cảm thấy là chúng ta có một cái kết nối, chúng ta có một cái giá trị sống chung, và mọi thứ đều đi từ phẩm chất và từ giá trị sống, từ cái gọi là cái thiện ý mà chúng ta muốn tốt cho những người mà đã tin tưởng mình. Thế thì nếu anh chị em mà sẵn sàng dành thời gian từ 1 đến 3 ngày để mà tìm hiểu về series, chắc chắn anh chị em sẽ có được cái câu trả lời cho chính mình là tôi nên phân bổ bao nhiêu thời gian và nó xứng đáng để tôi dành thời gian bao nhiêu trong số những công việc mà tôi đang tiến hành ạ. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Bây giờ nếu anh chị em có tiếp tục có câu hỏi phản biện, chúng ta lại trao đổi với nhau tiếp ạ. Anh chị em có thể bật mic ạ. Anh Lê Hùng ạ, anh thấy anh có cảm nhận như thế nào sau khi mà em đã chia sẻ ạ? Alo. Dạ vâng ạ. Qua một buổi sáng và được nghe em trao đổi, anh thấy thực ra là để mà bỏ ra 3 buổi để mà được em trao đổi thì anh kể cả để bỏ ra 10 buổi anh cũng sẵn sàng. Nhưng vấn đề là anh cũng sẵn sàng hy sinh những cái gì nhỏ nhất mà mang lại được cái hiệu quả như em nói là cho người thân, mà mình mà vẫn cuối cùng mà mình vừa có tiền lại còn được mình rất là trân trọng. Tiền nó chỉ là cái phần thưởng thôi. Nhưng đấy thì cái đấy là mơ ước của rất nhiều người, mà mơ ước rất là lớn. Nhưng mà để anh hoài nghi, nếu mà cho anh nói mà không có đồng cảm, nếu như anh bảo đây là sách vở thì em nghĩ sao? Dạ. Nếu như anh bảo đây chỉ là sách vở của lý thuyết thì sao? Em đúng không? Thì em phải có những bằng chứng thực tế. Bằng chứng thực tế đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Thì em ít khi khoe cái này. Mà Anna xin phép được nói như thế này ạ. Anna, trước tiên á, bằng chứng thực tế thì đầu tiên là mình nói về quy ra thu nhập trước. Quy ra thu nhập của mình trong vòng 6 tháng qua mình làm được như thế nào trước, rồi mình sẽ nói đến là những cái người đồng đội của mình có những ai ở trong đội nhóm của mình. Thì cái tháng, đây là tháng đầu tiên khi Anna tham gia, là nó sẽ hơi bị ngược màn hình ạ, là 13 triệu ạ. Đây là tháng đầu tiên, là tháng 10 năm 2019. Tháng thứ hai là 43 triệu ạ. Mọi người nhìn cái số đầu tiên, Anna nghĩ là nó bị ngược, 43 triệu là tháng 11, 2019. Đây là tháng số 3, Anna tham gia là 48 triệu ạ. Là tháng 12. Tháng 1 là tháng Tết của Anna là 53 triệu ạ. Tháng 2, xét của Anna là 91 triệu ạ. Và tháng 3, tháng vừa rồi đấy ạ, thì xét của Anna là 109 triệu ạ. Thế thì cái số... Dạ. Anna, cho mình hỏi một câu nữa nhá. Giờ mình thấy thực ra là cái môi trường này rất là quý giá rồi. Dạ. Nếu mà để bây giờ mình cứ đặt đi đã. Bây giờ mình muốn đặt một câu hỏi là mình muốn xây dựng một cái công việc mà mình vừa làm việc ở đây, mình vẫn có thể kinh doanh, mang lại cái nguồn lợi cho bản thân, mang lại cái lợi ích cho xã hội, cho người thân. Vâng. Đúng không? Vâng. Mình không đặt cái mục tiêu mà phải là đặt mục tiêu lương, cái thu nhập rất cao như vậy. Dạ. Mình chỉ cần mang được cái danh dự
cái sản phẩm có giá trị thực tế gần nhất cho người thân. Dạ. Trong lúc cái tiền nó về thì là cái việc đấy của nó. Dạ. Đúng không? Vâng ạ. Thì quan trọng là tôi cần, nếu mà về công sức thời gian tôi sẵn sàng bỏ ra để đi theo. Theo em ạ, em Hiếu và em Anna giúp đỡ anh. Thế nhưng dạ. Vấn đề là anh cần là cái sản phẩm mà nó phải có hiệu quả với người thân nữa để minh chứng cho việc đấy. Mà dạ. Anh theo anh biết thì cái chiến lược của công ty mình là nó không có cái chuyện mà theo cái như cái công ty phổ thông là có thể dừng thử hoặc quảng cáo hoặc gì đấy đúng không? Nhưng mình đây là không đúng không? Mình là hình như là không có đúng không? Dạ, tức là mình nếu mà mình muốn mua hàng mình sẽ đặt hàng để trải nghiệm. Thì mình có 200.000 để trải nghiệm hay 500.000 để trải nghiệm hay 1 triệu để trải nghiệm đều được. Và nếu như mà mình có 2.6 triệu để trải nghiệm, trước tiên là cho chính bản thân anh thì anh sẽ cảm nhận được hiệu quả của nó sau từ 3 đến 7 ngày. Tức là bởi vì đây là một chương trình có bản quyền thanh lọc năng lượng cân bằng. Nó giống như thức ăn trên bàn ăn ấy. Em sẽ phải kết hợp combo một vài món lại cho anh để anh có thể cảm nhận được nó. Nếu đơn giản mình là một người dùng, mình sẽ dùng theo cái kinh phí mà mình có. Còn nếu mình trải nghiệm để mình kinh doanh thì mình phải hướng dẫn nhau được cái cách trải nghiệm một combo làm sao mà nó có hiệu quả. Và cho dù là anh chọn sản phẩm nào đi nữa mà nó cứ vào khoảng tiền là 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 7 thì chỉ sau 3 ngày đến 7 ngày là anh sẽ có cái cảm nhận đấy. Và lúc nãy em khoe tiền ấy ạ. Thực ra nó là biểu thị cho cái việc là hệ thống của mình liên tục tăng trưởng ạ. Tức là cái số lượng người liên tục gia nhập vào đội nhóm và nó phải có cái sự tự nhiên như hơi thở. Thì vẫn là con người này trước đây làm doanh nghiệp thì mấy năm đều lỗ. Mà đến khi mà mình làm cái này thì 6 tháng cái sự tăng trưởng của mình nó liên tục tăng. Nó thể hiện là cái mô hình đúng, cái con đường đúng và cái chiến lược đúng. Và riêng em là em có một bộ chuyển giao quy trình làm việc cho mọi người. Bắt đầu từ việc sẽ chọn sản phẩm như thế nào, sẽ nói cái gì, sẽ xây dựng hình ảnh như thế nào, sẽ chia sẻ câu chuyện bản thân như cái gì như thế nào, cụ thể từng bước phải nói về Siberi như thế nào, cho đến cái việc là làm việc với cái hệ thống niềm tin giá trị của mình, làm việc luôn cả với những cái ý kiến phản đối như thế nào, mình định hình lại như thế nào khi một người phản đối mình. Tất cả mọi cái em đều hướng dẫn kỹ lưỡng như là cơm đã bày sẵn trên mâm. Việc của các anh chị em là bắt đầu cầm đũa lên và ăn. Và trong quá trình thay vì mình phải học, bây giờ mình vừa học mà mình vừa làm. Thì em rất là hiểu là anh chưa quan tâm đến cái tiền, giống như là anh Hùng á, lúc nãy không biết anh Hùng có thoát nick chưa? Thế thì thoát Zoom chưa? Thế thì chỉ cần anh làm như thế và cái số lượng người mình giúp được á, nó sẽ là khoảng cỡ từ 100 đến 200 người khi anh có thu nhập 40 triệu. Nhưng không phải một mình sẽ làm hết cả 200 người như thế. Mà vì là ở đây là hệ thống xây dựng theo mạng lưới, cho nên là anh sẽ làm từ 5 cho đến 25 người, rồi mình hướng dẫn cho 5 đến 25 người để tiếp tục lan tỏa xuống bên dưới. Khi mà xem về sơ đồ trả thưởng và cách tính hoa hồng á, thì mình sẽ hiểu rất rõ cái việc này. Và Anna cùng chị Hiếu cũng sẽ hướng dẫn cho anh cái cách làm sao để mà mình có thể hiểu được và mình có thể vận dụng được những cái kiến thức đấy từ lý thuyết mà biến thành thực tế. Lý thuyết là cái mớ mà sơ đồ trả thưởng, còn thực tế là cái chiến lược mà đội nhóm của Anna đang áp dụng ạ. Và Anna là người có mức tăng trưởng nhanh nhất toàn thế giới trong vòng 5 tháng vừa qua. Tất cả là do mình đã ra được một cái chiến lược sử dụng, chiến lược mà áp dụng dựa trên cái mô hình sơ đồ trả thưởng của công ty để mình có thể triển khai cho nó trở nên dễ dàng thực hiện nhất cho đội nhóm của mình. Nếu mà nó không dễ dàng thực hiện thì không thể tăng trưởng nhanh nhất được, đúng không ạ? Và các đội nhóm khác họ đang không có điều này. Mà trong này Anna có được cái điều này. Anna cũng sẵn sàng chia sẻ với họ thôi. Mà rõ ràng đội nhóm của mình thì mình phải lo hơn. Mình không thể nào mình chưa lo xong cho đội nhóm của mình mà mình lại đi lo chuyện bao đồng được. Mình phải lo cái thân mình xong mình mới có thể lo được cái thân của người bên cạnh. Đó, thì đội nhóm này chính là một cái thân thể lớn. Mà mỗi một mắt xích đều rất là quan trọng. Thế thì đấy là một trong những cái biểu thị. Và trong vòng 6 tháng ạ, Anna thắng được một cuộc đua du lịch là về vùng Altai, là cái về vùng thiên nhiên hoang dã. Cái cuộc đua đấy chắc khoảng 50 triệu. Và bằng cái cách mà mình lên cái mức chuyên nghiệp sớm á, thì mình thắng thêm được một cuộc đua du lịch nữa là 20 triệu. Tóm lại là Anna chưa bao giờ quan tâm đến những cái phần thưởng đấy. Cái thứ mà Anna quan tâm là tiền. Làm được bao nhiêu tiền nó sẽ thể hiện
một cái thứ mà đo lường được cái giá trị bạn trao cho cái cộng đồng của bạn thực tế, và đội nhóm của mình làm được bao nhiêu tiền thì tiền. Ví dụ như tháng vừa rồi thì là Anna được 109 triệu đúng không ạ? Nhưng mà đây là của đội nhóm của chúng ta. Đội nhóm của chúng ta, để mình trong phần download thì sao? Đây là cái thu nhập trong đội nhóm của chúng ta. À, nhìn hơi ngược một tí ạ, 348 triệu là tổng thu nhập trả về cho tất cả các mắt xích ở trong đội nhóm chúng ta. Để mình yên tâm là CV có cái sơ đồ trả thưởng mà tiền nó sẽ ở mọi mặt mắt xích, ai làm nhiều thì người đấy sẽ được hưởng nhiều. Dạ. À, không biết em trả lời như thế anh Lê Hùng cảm thấy là đã có được chưa ạ? Có cần phải làm cái điều gì để rõ hơn nữa không ạ? Có bị down nick không? Dạ. Anh thấy anh Hùng like trở lại, anh Hùng vào trở lại. Dạ, không biết khi Anna giải đáp như vậy thì anh chị em có còn ý nào muốn phản biện không ạ? Anh Hùng ạ. Dạ vâng ạ, mời anh ạ. Mời anh bật mic ạ. Theo cho như bạn nói thì là mình vẫn chưa cảm thấy nó là thuyết phục lắm. Bởi dạ. Vì chúng ta như thế này, như mình thắc mắc ấy, sản phẩm là cái thứ nhất là nó phải mang cái tính chất, nó phải lan tỏa, nó phải nó là mang tính chất thông dụng. Thế nhưng mà bạn bảo là truyền mồm ấy thì cái đấy nó mang cái tính chất là nó rất là có khả năng của mỗi con người nó khác nhau. Ví dụ như bạn có thể là truyền cảm cho mình tốt, nhưng mà các thành viên của mình cũng có thể là có những người có khả năng nói tốt, có những người có khả năng không nói tốt, thì không thể diễn đạt được hết cái sản phẩm đấy. Thì cái mà để mà chung nhất, để mà tìm hiểu được, người ta hiểu được cái sản phẩm ấy, thì thực ra nó phải là những cái thông tin mở. Ví dụ như là trên website, ví dụ như là trên các cái hệ thống thông tin, đó là phải biết được, người ta có thể tự người ta tìm hiểu được cái sản phẩm đấy. Ví dụ như tôi nói chỉ rất đơn giản như là một cái nọ kem đánh răng thôi chẳng hạn, để mà người ta biết được à cái nọ kem đánh răng thảo mộc đấy nó là tốt, thì người ta cũng phải biết được à nó là làm từ cái gì hoặc là như thế nào, tự người ta phải tìm hiểu, tự có nghĩa là tự khách hàng người ta phải tìm đến mình. Chứ còn thực ra nếu mà bảo mình đi tìm khách hàng thì cái đấy nó mang tính chất một phần rất là nhỏ trong cái khả năng của mỗi con người. Cái thứ hai đó là tôi hỏi đó là sản phẩm của chúng ta cụ thể nó là cái gì? Nó là một là trà, hai là thuốc, ba là các cái sản phẩm mang tính chất thực phẩm chức năng, cái gì nó phải cụ thể. Dạ, thì tôi vẫn chưa hình dung ra được thực sự nó là cái sản phẩm, nó là mình nó là chi tiết, nó là những cái gì để mình không biết là anh Hùng trước đây là làm công việc gì ạ? Mình hồi xưa là xây dựng, là rất là thực tế. Rất là thực tế rồi, em hiểu rồi. Tức là phải đo đếm được đấy, là người đúng là rồi. Cá tính là rất là kỹ càng. Thì để em giải, bây giờ em sẽ giải đáp một chút, sau đấy em sẽ chiếu lên một số hình ảnh về sản phẩm để cho anh dễ hình dung. Trước tiên là sản phẩm của chúng ta là một trong những công ty hiếm hoi niêm yết ở trên website, và có thể khách hàng có thể vào website để kiểm tra được. Thậm chí khi click vào hình ảnh của nó thì mình sẽ ra được cái giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và đầy đủ những cái tiêu chuẩn để tham gia. Và đó, một tí nữa em sẽ show màn hình cái hình ảnh đấy lên để cho anh Hùng và một số anh chị em khác mà mình cùng thuộc cái nhóm này, mình có thể hiểu được. Cái thứ hai, anh Hùng đã phát hiện ra một điều rất là mấu chốt, khác biệt. Ngành kinh doanh sử dụng network marketing, họ không sử dụng quảng cáo, mà họ sử dụng một đội ngũ, những cái tư vấn viên độc lập để mà tư vấn về sản phẩm. Tại sao? Mình để ý, mình đi vào trong siêu thị, mỗi lúc có sản phẩm mới, nhất là các cô bán bia chẳng hạn, những hãng bia chẳng hạn, là sẽ có BG, đúng không ạ? Hoặc là những hãng sữa chẳng hạn, cũng có các cô BG để giới thiệu là à, anh chị ơi, đây là sản phẩm mới của tụi em. Tại vì ở trong siêu thị, cụ thể là một loại nước đi, người ta không tư vấn cho nhau cách uống nước, người ta không hướng dẫn cho nhau uống nước nào thì đúng, uống nước nào thì tốt, uống như thế nào mới chính xác. Bởi vì người ta không được trả tiền cho việc đấy. Còn ở đây chúng ta được trả tiền cho cái việc hướng dẫn người khác dùng sản phẩm và hướng dẫn cho người khác mở rộng hệ thống kinh doanh. Tức là ở đây công ty Sibri trả tiền cho chúng ta để chúng ta có thể nhân bản được chúng ta ra. 80% cái tiền mà công ty trả cho chúng ta là
bởi vì chúng ta đã bỏ công sức, chúng ta đào tạo và chúng ta hướng dẫn cái hệ thống những người sử dụng sản phẩm. Và ở đây tất cả những người sử dụng sản phẩm họ đều là những cái người sẽ mua hàng trực tiếp của công ty. Sau khi anh mở mã số, anh sẽ có một khóa học online 8 tiếng do công ty tổ chức đúng luật, để có một cái chứng chỉ là anh đã trải qua khóa học đó và anh trực tiếp trở thành một người mà nhà tư vấn độc lập của Siri. Anh sẽ hiểu được về sơ đồ trả thưởng, anh sẽ hiểu được cái cách vận hành của hệ thống này theo cái khía cạnh là công ty hướng dẫn. Đấy là cái số 1. Cái số 2, sản phẩm bây giờ Anna sẽ chiếu lên cho anh. Sẽ chiếu lên cho anh. Mà mình cũng phải hiểu là để mình tìm hiểu được về sản phẩm thì ít nhất là nó phải có người mà nhanh nhất giống như Anna thì cũng phải mất nửa ngày. Tại vì Anna vốn dĩ là chuyên gia sẵn rồi. Thế còn để mà vận dụng nó một cách linh hoạt, rất nhiều trường hợp thì chúng ta sẽ đào tạo với nhau thường xuyên qua Zoom, cũng như là có những cái video đã được ghi lại để mình học qua video. Đó. Thế còn anh cũng phát hiện ra một điều quan trọng tiếp theo, đó là bình thường khách hàng phải tìm đến chúng ta. Mà cái thế giới ngày nay nó đã thay đổi rồi. Nếu mình là gái xinh, tóm lại ví dụ Anna là một cô gái rất xinh đi. Anna trốn ở trong nhà. Ở xung quanh có khoảng 10 anh hàng xóm. Mà 10 anh hàng xóm đang đến tuổi lấy vợ. Nhưng làm gì ai biết là tôi xinh, tôi tốt, phẩm chất của tôi ngon đâu mà lấy tôi về. Thế thì tôi vẫn ế chồng là chuyện bình thường. Thế cho nên bây giờ khi mà cái thế giới nó thay đổi, cái thói quen của người dùng nó thay đổi ạ. Và với cái việc mà thói quen người dùng thay đổi, người ta bắt đầu đi tìm kiếm những cái thông tin. Và khi người ta tìm kiếm những thông tin thì việc của mình là gì? Sẵn sàng để cung cấp cho người ta những thông tin. Và đây là ngành kinh doanh ngược. Ngành kinh doanh ngược tức là chúng ta sẽ biến chúng ta thành một cái trạm phát sóng để chúng ta, mỗi chúng ta là một cái đài truyền hình, mỗi chúng ta là một tờ báo để chúng ta có thể giới thiệu được bản thân mình với những người xung quanh. Và chúng ta không dùng sản phẩm để chúng ta kết nối con người. Cái việc mà dùng sản phẩm để kết nối con người là cái gọi là cái level thấp nhất. Nếu mà bạn không uống sữa Milo, bạn sẽ uống Ovaltine. Nếu bạn không ăn rau gì nhỉ? Không ăn rau muống, bạn sẽ ăn rau ngót. Đấy là chuyện bình thường. Chúng ta ở đây là chúng ta xây dựng mối quan hệ giữa con người với con người. Và khi xây dựng mối quan hệ giữa con người với con người, chúng ta sau đó chúng ta mới hướng dẫn nhau cái cách là à, bây giờ tôi đang làm cái này và tôi thấy được, có thể làm, có kiếm được tiền, và rồi tôi muốn rủ bạn làm cùng tôi. Thế thì khi kết nối với con người nó mạnh rồi á, thì mình mới có thể tư vấn được cho người ta những cái sản phẩm người ta sử dụng. Chứ còn ở đây chúng ta không có là cứ tìm cách để show cái sản phẩm lên để bán hàng giống như là bán hàng online. Trong cái ngành nghề này, chúng ta bán hàng bằng truyền miệng, có nghĩa là những kênh như kênh Facebook, như kênh YouTube, chúng ta sẽ không đăng hình sản phẩm lên đấy, đăng giá sản phẩm lên đấy, đăng công dụng sản phẩm lên đấy để chúng ta bán, đăng tính năng của sản phẩm để chúng ta bán, mà chúng ta đi chia sẻ những cái câu chuyện sử dụng sản phẩm, những cái câu chuyện mà những người đã kinh doanh thành công, những câu chuyện mà mọi người biết cách phối hợp sản phẩm để hỗ trợ sức khỏe và điều trị bệnh. Thế sau đó rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho họ tự mua hàng trực tiếp của công ty. Và khi họ tự mua hàng trực tiếp của công ty, nếu họ là người kỹ càng giống như anh Hùng, thì họ sẽ trải qua một quá trình tìm hiểu, mở mã số, học một khóa học online 8 tiếng như Anna vừa nói, và trải qua quá trình đào tạo cơ bản, một cái chương trình đào tạo cơ bản mà Anna đã lên sẵn cho các anh các chị, để các anh các chị có thể được hiểu tất cả những cái thông tin. Lúc đấy mình mới hiểu rõ được ạ. Chứ bây giờ đúng thật sự mình nghe thông tin chỉ là tiếp cận, là mình có sẵn sàng dành thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về cơ hội này hay không mà thôi. Thế bây giờ em sẽ show các cái bộ sản phẩm cơ bản lên để cho anh Hùng và tất cả những anh chị em mới tham gia mình có thể hiểu được. Sản phẩm của Siri tạm chia thành ba nhóm căn bản. Dòng đầu tiên là dòng dinh dưỡng thể thao và điều chỉnh trọng lượng. Đây, ví dụ như món này là một số món để dinh dưỡng thể thao dành cho những cái người mà tập luyện rất là chuyên nghiệp. Đấy, ví dụ là như thế. Tiếp đến, để em mở ra để em bật. Hay chúng ta có sản phẩm này á,
là gọi là sản phẩm yoga. Sản phẩm màu xanh này là thay cho bữa ăn. Giống như Anna thì Anna thường xuyên dùng cái này bởi vì Anna là người ăn chay trường. Cho nên là mình không thể nào mà mình thực ra mình ăn á, và mình còn làm việc nhiều nữa, mình không thể đủ chất được. Cho nên Anna ăn những thứ này vào bữa sáng. Và với một số người mà muốn có thêm những sản phẩm điều chỉnh trọng lượng nặng hơn thì người ta có thể uống thêm sản phẩm bên dưới này. Khi mà người ta sử dụng cái sản phẩm bên dưới này á thì nó sẽ giúp cho người ta là đốt được những cái lượng đường dư thừa trong máu để mà từ đấy giảm cân hiệu quả hơn. Rồi ví dụ như đây là các loại protein. Các loại protein Anna cũng uống những sản phẩm này, cũng đang có luôn trên bàn bên cạnh, để thay cho một bữa ăn hoặc là trong quá trình luyện tập mà mình có thể dùng để tăng cơ bắp. Vì bây giờ ấy, khỏe đẹp mà, là phải khỏe thì mới đẹp được. Rồi có cả những sản phẩm mà cho người tập luyện thể thao chuyên nghiệp. Nếu anh chị em nào mà quen đội tập gym chuyên nghiệp, mình sẽ thấy là những sản phẩm này họ rất là cần. Những cái thứ mà để hỗ trợ bôi trơn các khớp, để khớp đỡ tổn thương trong quá trình tập luyện này. À, rồi những cái sản phẩm mà vitamin đặc chủng dành cho người tập. Bởi vì khi mà người tập cái cơ bắp của họ thư giãn không tốt ấy, thì rất có khả năng là họ sẽ giấc ngủ của họ, họ cứ bị giật mình à. Đó, đây là những cái dòng, là dòng đầu tiên là dòng dinh dưỡng thể thao. Dòng số 2 á, là dòng chăm sóc da. Dòng chăm sóc da, dòng spa và skin care. Để Anna mở lên cho các anh chị em xem. Với cái dòng này thì nó có những cái tách ra. Cái này là cái dòng mà dành cho da mặt. À, mà anh chị em nhìn qua cái mức giá của nó này. Này là tinh chất Anna đã sử dụng rồi. Nó thú thật nhá, ở đây 209.000 thì chất lượng của nó phải bằng những sản phẩm ở ngoài giá bán 1 triệu. Mình cứ tin ở cấp độ trải nghiệm. Có thể không tin lời tôi nói mà cứ mua về trải nghiệm mà sẽ thấy, vì cái giá của nó rất đơn giản để ai cũng có thể trải nghiệm được. Tiếp đến là những cái sản phẩm mà bộ chăm sóc da cơ bản, sữa rửa mặt rồi này kia đấy, mức giá của nó là khoảng như thế này. À, để anh chị em có thể hình dung ra mình sẽ bán cái gì. Rồi đây là cái gọi là cái bộ Extra Ranta, là cái bộ kem kim cương, là bộ mà Anna đang dùng. Đúng lại là dùng sau 1 tuần là thấy sướng liền, bởi vì da của mình nó bắt đầu hồi phục rất là rõ ràng. Đó. Đấy là cái dòng mà chăm sóc da. Rồi đây là kem ngày, kem đêm, kem mắt. Đây, thì có mỗi cái 2 cái kem kim cương là mắc nhất thôi, còn lại thì giá của nó cứ trung bình vài trăm nghìn. Rồi nữa đến là mình có cái bộ spa. Bộ spa gọi là, tại sao là bộ spa? Bộ spa là cái bộ mà mình tắm gội á. Cái bộ này là bộ, cái màu đen này là sữa tắm. Cái màu trắng này là dưỡng thể. Giá của nó có 209.000 thôi, và nó còn có một cái tẩy tế bào chết nữa. Anna đảm bảo các bạn dùng 1 lần là các bạn sẽ bỏ hết tất cả những cái sản phẩm kia. Tại vì cái này nó quá tốt. Đặc biệt là cái sữa tắm của nó thì hơi ít một tí. Nhưng mà riêng cái dưỡng thể với cả cái tẩy tế bào da chết thì dùng rất là sướng. Đây là tẩy tế bào da chết. Rồi nó có cả những cái dòng mà bôi, nhưng mà bôi toàn thân để trị liệu. Cái này thì quý hơn nhiều. Quý hơn nhiều so với cái việc là chỉ là bôi cơ thể. Đây ạ, ví dụ cái dòng bôi toàn thân để trị liệu. Ví dụ những sản phẩm này. Là khi mà mình đau nhức mỏi chân, với những sản phẩm này mình hoàn toàn có thể sử dụng và nó giảm được cái cơn đau nhức rất nhiều. Cái dòng mà màu xanh lá này người ta gọi là huyền thoại ban sam, tinh chất từ cây ban sam, tinh dầu từ cây ban sam, và nó làm cho mình có thể thư giãn cơ bắp, giảm đau và ngay cả cầm máu nữa. Đây, đây là những cái kem đánh răng. Trong catalog của chúng ta có hết, chúng ta niêm yết hết giá trên catalog và trên website cũng niêm yết hết giá. Khi click vào hình ảnh ở trên website, bạn sẽ ra được cả giấy phép chứng minh là mình đủ an toàn để lưu thông đúng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế và Bộ Công Thương. Và đây là nước súc miệng. Và đây là nhóm mấy sản phẩm mà Anna rất là thích. Cái sữa chăm sóc da đầu này giúp cho người ta có thể thư giãn da đầu, ngay cả hơi đau đầu hoặc là giảm gầu. À, cái dầu bam sa này này là một cái dầu mà nó có đến mấy chục công dụng khác nhau. Mà dù ghi đây là dầu massage, mà ý của bên nước ngoài á, là bôi và massage cơ thể. Giống như trẻ mà bị sốt, con bị sốt thì giờ mình chỉ cho uống thuốc hạ sốt thôi, thì không phải lúc nào uống thuốc hạ sốt cũng tốt. Thì Anna thường hay bôi khắp người con cái này. Và ví dụ những bạn nhỏ bạn bị trúng gió chẳng hạn, mình không biết phải làm gì cả, mình bôi khắp người. Thì bây giờ con trai của Anna năm nay bạn học lớp 3, bạn gọi cái dầu bam sam này là dầu cứu người. Còn khi mà dịch ra tiếng Việt ấy là dầu thơm ấy, thì nghe nó không hiểu, mình có thể hiểu được tiếng Anh á thì mình đọc cả cái tiếng Anh này luôn.
Đó, đây là cái dầu balsam này là chiết xuất từ một cây linh sam, và đây là một trong những loại tinh dầu rất là mạnh. Hay là cái màu nâu này này là cái để mà xoa cho các khớp ổ xương bị đau, và giá của nó thì rất là mềm. Tương tự như vậy, đấy là cái sản phẩm dòng số 2. Rồi chúng ta đang chuẩn bị chờ đón về Việt Nam những cái dòng mà cho nam giới ạ, gel cạo râu, rồi một số những cái thứ mà tắm gội, đó là của nam giới. Rồi đây là những cái bộ mà dành cho tuổi teen, hoặc cái tuổi teen của chúng ta, mà ngay cả những cái bạn trẻ của chúng ta cũng có thể sử dụng. Đây là cái bộ mà mới về, chuẩn bị về, chưa về. Đấy là cái dòng số 2. Và cái dòng số 3, cái dòng mà nó làm cho chúng tạo nên cái thương hiệu và làm cho chúng ta chăm sóc sức khỏe từ bên trong, gọi là dòng sản phẩm mà có tính trị liệu theo cái một cái chương trình khoa học có bản quyền đầy đủ, gồm 3 bước là thanh lọc, năng lượng, cân bằng. Thì đây là Anna xin trình bày ở bước thanh lọc trước. Thanh lọc thì đúng như anh Hùng có thắc mắc, chúng ta là cái gì? Trước tiên chúng ta có thanh lọc phần thô là các loại trà. Trà hô hấp là trà amin, giúp mình lọc những cái bụi. Rồi có trà để mà giúp mình tiêu hóa tốt hơn, trà tim mạch, trà giúp mình ngủ ngon, trà thải độc gan, trà thải độc cho gan thận mật. Đó là các loại trà với một cái mức giá mà không thể có thể tìm thấy ở đâu. Những dòng trà này được lấy nguyên liệu trên một cái đảo. Cái đảo đấy là cái đảo nằm giữa cái hồ Baikan. Hồ Baikan là một cái hồ huyền thoại được hình thành 2 triệu năm nay rồi. Chắc chắn anh Hùng là dân kỹ thuật mà đào sâu, anh Hùng mà chỉ cần tìm hiểu về cái hồ này anh Hùng sẽ rất thích. Hồ Baikan, một mình cái hồ đấy thôi là nó chứa được một cái lượng, là cái hồ có thể nói là hồ lớn nhất ở trên thế giới. Và nó có thể, nếu như mà tất cả nước, ở nguồn nước ở trên thế giới này hết, nó có thể cung cấp cho nước cho người ta đủ uống trong vòng khoảng hơn 20 năm. Đó là mình biết được cái hồ đó, và 2 triệu năm nay rồi nó không hề thay đổi. Nếu trên trái đất này có những cái vùng đất mà từ khi nó hình thành đến giờ nó không bao giờ thay đổi cả, thì nhất định đấy phải là một cái vùng đất gọi là vùng đất thiêng, giống kiểu là vùng trấn yểm của cả cái địa cầu này. Thế trà của chúng ta là lấy nguyên liệu từ trên đó, từ cái người thổ dân gọi là dân tộc gọi là đảo Ôn Côn. Tiếp đến cái bước thanh lọc cấp độ số 2 là thanh lọc ở các hệ cơ quan, làm sạch hệ miễn dịch. Chúng ta có những sản phẩm này gọi là sóc ben dạng bột. Nếu ai mà liên về cơ xương khớp dùng cái loại mà màu xanh da trời này, toàn tất cả mọi người dùng cái loại màu xanh lá cây, và cái loại màu vàng này là dùng để tăng sức đề kháng và giảm tình trạng táo bón. Đó, thì cái này dạng bột mình pha và mình uống một ngày 2 lần sáng tối. Và đấy, bạn cũng có thể nhìn mức giá của nó luôn ạ. Một tháng thì mình dùng hết một cái lọ này, thậm chí Anna dùng hết 2 tháng. Chúng ta có một cái loại trà đặc biệt gọi là trà tea body. Nó giúp làm sạch cái đường ruột của chúng ta và giúp loại bỏ tất cả những cái cặn bám ở trong đường ruột của chúng ta. Cái ruột của chúng ta là nó dài tận là 1m2 đến 1m5 là cái đại tràng thôi đấy. Chưa kể toàn cái đường ruột của chúng ta nó có thể đến trải hết ra, nó có thể dài đến khoảng cả 6m. Thế thì nó rất là bẩn, bởi vì nó bao nhiêu năm nay rồi nó không có một phương pháp chủ động nào để làm sạch. Chúng ta có thể dùng những cái trà tê này để làm sạch, loại bỏ những cặn đấy ra để làm cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta được lưu thông tốt hơn. Thì hệ tiêu hóa được xem là một bộ não số 2 của con người. Nó liên quan mật thiết đến cái sức đề kháng của con người. Và đây là bộ ba thanh lọc. Bộ ba thanh lọc này là một sản phẩm có 3 bằng sáng chế ở Nga, và nó thanh lọc ở tận cấp độ tế bào. Tức là nó thanh lọc những cái chất thải mà các nhà khoa học tìm hiểu và thấy được là nó sẽ làm ở, gọi là tập trung ở khoảng không gian giữa các tế bào. Và nó còn thanh lọc theo một cái thứ mà vô cùng độc đáo, cũng chỉ có ở Siberia, là thanh lọc ở theo nhịp sinh học. Buổi sáng uống viên nào, buổi tối uống viên nào là nó có. Cho nên là những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng là có tỷ loại trên cái thế giới này. Thế nhưng mà những cái loại mà thanh lọc theo nhịp sinh học, thanh lọc sáng tối thì nó khác biệt rất là lớn. Và cái nguyên một cái chương trình này, ba bộ này, ba lọ này nó chỉ có giá là 544.000, thì thực là nó là một cái khoảng giá mà không bao giờ có thể tìm thấy được ở trên những cái sản phẩm khác. Đấy là cái dòng thanh lọc ạ. Thì Anna đến cái dòng cuối cùng là dòng số 2 là cái dòng năng lượng. Dòng năng lượng là như thế nào? Tức là có bao giờ anh Hùng thắc mắc là tại sao cơ thể người của mình không cắm điện mà vẫn chạy được, còn quạt thì phải cắm điện mới chạy không ạ? Anna, bản thân Anna cũng là một cái người kỹ thuật đấy ạ. Anna học sinh học và Anna luôn hỏi thầy những cái câu hỏi mà thuộc dạng ngớ ngẩn như vậy. Thế thì thầy nói rằng là hồi đấy mình hỏi xong là cả lớp mình cười ầm lên. Thế thì thầy mới nói rằng là Vân Anh nó hỏi câu đấy không phải nó ngớ ngẩn đâu, mà đấy là tư duy của một người mà biết đào sâu.
Tức là tôi rất thắc mắc tại sao cơ thể mình lại biết nói, biết đi, biết suy nghĩ, tim mình biết đập mà không ai phải chỉ dẫn cả. Bởi vì cơ thể mình đã là nhiều tế bào, mỗi tế bào là một bộ máy hoàn thiện, và việc của mình chỉ là đơn giản là cung cấp những cái dưỡng chất cho tế bào để nó sẽ biết tự làm, chứ còn đợi mình mà nghĩ ra được thì lâu lắm ạ. Như sản phẩm này là sản phẩm đẳng cấp, gọi là siêu vitamin, là một dạng mà cung cấp dưỡng chất như thế cho tế bào. Hoặc là cái này Neurovision là những sản phẩm mà giống như Anna đang uống, hỗ trợ cho những người mà làm việc căng thẳng cho mắt và não, hay những người mà bị mắt mỏi mắt này, chảy nước mắt sống này, rất là hiệu quả, cảm nhận được ngay. Chúng ta có cả những dòng box, là những cái dòng mà ví dụ như đây là cho làm đẹp da, rồi cho máu lưu thông lên não, Mama Box là cho mẹ, mẹ bỉm sữa, Vision Box là cho mắt, Bone Box là cho tim mạch, Step Box là cho cơ xương khớp. Chúng ta có rất là nhiều những cái dòng như vậy ạ, tùy từng dòng. Đấy, xong rồi mình có cả những cái dòng này, gọi là dòng tăng sức đề kháng tức thì luôn. Mà đây là một trong những cái sản phẩm mà bạn dùng mà sẽ có cảm nhận ngay chỉ sau 1 đến 3 ngày. Và riêng mà cái sản phẩm mà tôi thích nhất ý, là sản phẩm Neurovision. Tôi thích cái này vô cùng. Một ngày mà tôi làm việc tôi nói được từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm á, làm việc trí não là nhờ tôi bổ sung thêm cái sản phẩm này. Và sau khi mình bổ sung tầm khoảng 5 tháng, cái cơ thể của mình nó khỏe lên rồi, mình có không dùng mình vẫn cảm thấy là nó não bộ của mình hoạt động rất là ngon, khả năng kết nối của những liên kết thần kinh rất là ngon. Ít khi mà Anna có cái cảm giác là bị đơ não kể từ khi mà dùng những sản phẩm của Siri. Đó. Và chúng ta còn có những cái bộ rất là hay, đó là bộ cân bằng. Dòng cân bằng. Dòng cân bằng, cho nên khi anh chị em mà sử dụng thì tùy vào từng người mà Anna sẽ hướng dẫn là mình cần phải dùng sản phẩm gì. Bộ cân bằng tức là sao? Nó cân bằng lại nhịp sinh học cho từng cái cơ quan của mình. Số 2 là cho não, số 3 là cho tim. Đó, ví dụ là như vậy. Xong rồi chúng ta sẽ có tiếp những cái bộ cân bằng khác. Ví dụ số 4 là cho gan, bảo vệ chức năng gan. Số 5 là cho hệ tim mạch, số 6 là cho khớp. Tất cả 100% là thảo mộc thiên nhiên, và đây là một những dòng sản phẩm đặc thù của Siri. Xong chúng ta có cả những cái bộ gọi là bổ sung chất béo cho cơ thể. Não bộ của chúng ta đến 60% là chất béo, làm sạch mạch máu cũng là chất béo, loại bỏ những cái nguyên nhân dị ứng cũng là chất béo. Và chúng ta có hai cái dòng sản phẩm rất là hay. Formula 4 là thải độc mà ở cấp độ tế bào, trong nhân tế bào, đây là cái biểu tượng của nhân. Và nếu mà bạn nào mà bị ví dụ ngộ độc thức ăn này, hoặc là bị đúng như lúc nãy ở trên kia người ta có nói đúng không ạ? Đúng rồi. Tí nữa Anna không phải giới thiệu sản phẩm này nữa. Và đây là sản phẩm Healthy Rhythm. Ở đây có ai biết cái bài mà Rhythm of the Rain không ạ? Cái bài mà Listen to the Rhythm of the Falling Rain, quảng cáo kẹo cao su ngày xưa ấy ạ. Thì bài này là gì? Nhịp điệu dưới mưa. Rhythm of the Rain là nhịp điệu dưới mưa, còn Healthy Rhythm là nhịp điệu sức khỏe của cơ thể mình, nó giúp căn chỉnh lại để cho trong người mình biết đâu là mặt trời, đâu là mặt trăng. Và từ đấy thì cái cơ thể chúng ta sẽ tự động biết làm việc hiệu quả. Đấy là những cái thông tin mà Anna giới thiệu sơ lược về sản phẩm ạ, để cho anh Hùng cũng như là các anh chị em khác có thể hiểu được một cái khái niệm đầu tiên. Còn đương nhiên chúng ta sẽ có những cái buổi mà hướng dẫn chi tiết hơn, và có những cái dành cho một số nhóm đào sâu thực sự. Anna có hai cái quyển tài liệu rất là dày, dịch từ tiếng Nga sang, do bác Phạm Hữu Minh dịch, mà khuyến cáo là những anh chị em phải rất đào sâu thì mới dùng cái này. Còn nếu không chỉ cần dùng qua như Anna hướng dẫn, video Anna chia sẻ là được. Bởi vì chúng ta đơn giản, chúng ta không phải là các chuyên gia về sức khỏe, mà chúng ta là những doanh nhân, và chúng ta chọn những cái dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe để chúng ta kinh doanh. Dạ, anh Hùng ơi, em giải đáp như vậy anh thấy đã rõ hơn được tí nào chưa ạ? Dạ vâng ạ, dạ. Rất là mong anh Hùng sẽ dành thời gian là trước tiên là một ngày đầu tiên, sau đó một ngày đầu tiên mà anh thấy tốt thì tiếp tục là 3 ngày. Và kết thúc 3 ngày mà tìm hiểu tất cả những thông tin cơ bản rồi, thì trong vòng 4 ngày sau đó là sẽ làm về những cái kỹ năng để chúng ta có thể làm việc được ở trong ngành nghề này ạ. Dạ, có còn anh chị em người mới nào mình có câu hỏi gì không ạ? Có được dùng thử không nhỉ? Dạ, nếu mà được dùng thử thì cái này là giữa chị Hiếu với anh thôi. Mà em nghĩ là mình có thể bắt đầu bằng những cái sản phẩm rất là đơn giản. Và ở đây á, mình tự tin đến mức độ như thế này này. Ví dụ mà anh tin tưởng chị Hiếu, hôm nay nghe Anna chia sẻ mà anh nghe những lời Anna nói. Thực ra Anna nói với góc độ rất là lý trí và logic. Anna là một nhà khoa học mà. Thế cho nên rằng là
Anna tin tưởng rằng nếu mà anh trải nghiệm một bộ sản phẩm Anna kết hợp combo cho anh mà trong vòng khoảng tổng đơn giá là 2,5 triệu đến 2,7 triệu, anh sẽ có cảm nhận ngay sau 3 đến 7 ngày. Cảm nhận ngay sau 3 đến 7 ngày. Nếu mà không đúng như thế, anh chuyển lại sản phẩm đấy, Anna dùng tiếp và Anna chuyển lại số tiền mà anh đã dùng để bỏ mua sản phẩm. Anh thấy như vậy hợp lý không? Anh Hùng thấy như vậy hợp lý không ạ? Chuyển thẳng vào Sài Gòn cho em luôn. Em chuyển khoản lại cho anh. Em tự tin đến cái mức độ như vậy. Em tự tin là... Chị nói. Dạ vâng ạ, mời chị Hiếu chia sẻ ạ. Dạ. Ừ. Chị chia sẻ với mọi người cả anh Hùng là khi mà chị có cái thông tin về cái Shibori này này thì chị đã gọi điện luôn và chị bảo với em là cho tất cả sản phẩm gì tốt nhất của Shibori để chị thấy lại giờ là chị cũng đã dùng gần, có thể đến nhà em và có thể lấy về để dùng để ăn. Mọi người có nghe thấy không ạ? Dạ nghe hơi yếu. Alo, nghe hơi yếu một tí ạ. À, tại vì chắc sóng của bên nhà chị kém. Ý là chị nói rằng là khi mà chị biết về sản phẩm của bên em thì chị rất là thích vì nó làm từ thảo dược, cho nên là chị đã đặt tất cả những sản phẩm tốt nhất của bên em mà có hiệu quả ngay để chị cảm nhận trên cơ thể của chị, và chị thấy nó thực sự là rất là tốt. Nên là nếu như Anna nói thì ở nhà hiện giờ nhà chị đang đều có tất cả, và anh cũng có thể đến và uống luôn cũng được, không sao. Mà để cho anh Hùng tin hơn ấy, tại vì cái này là cái cách mà để cho mình chuyển đổi, giống kiểu trong người mình nó như là một cái chai có một cái nút bấc. Nếu mà ngày hôm nay em có cách nào để mở được cái nút bấc đấy của anh ra thì tự động sau này là những người đào sâu như anh á là làm việc rất nhàn, bởi vì là sẽ tự tìm hiểu được các cái thông tin. Cho nên nếu anh dám vượt qua cái rào cản về tâm lý này, anh đặt một đơn hàng và cái giá trị đơn cái sản phẩm nào thì Anna sẽ làm được lên. Sau đó rồi á, anh dùng mà không có hiệu quả, anh chuyển lại đây cho Anna, Anna trả lại tiền cho anh. Coi như Anna sẽ mua lại cái sản phẩm đấy. Đấy, em tự tin như thế luôn đấy. Không cần phải dùng đến hàng, gọi là hàng trải nghiệm mà bà Hiếu bà ấy tặng cho để dùng miễn phí. Không cần. Anna tự tin như thế. Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Rất là chờ mong có được thêm một cái đội gọi là đồng đội mà đào sâu. Bởi vì những người đào sâu á, ban đầu anh đã thấy rằng là họ hỏi mình những cái câu mà mình cảm thấy khá là dồn dập, mà việc của mình là gì ạ, mình cứ làm rõ. Họ, những người đào sâu nhá, chỉ cần có thông tin mà được làm rõ thôi thì họ sẽ hành động mà quyết liệt, mà kiên trì, mà nói chung họ sẽ tối ưu hóa được rất là tốt. Và ở trong đội chúng ta cũng có nhiều anh làm xây dựng lắm anh Hùng ạ, nhiều bạn làm xây dựng này, nhiều anh làm xây dựng ạ, rồi sau này làm thì cũng đều là cá tính giống như anh Hùng, em rất là thích. Còn anh chị em nào mình có cái gì mà còn cần giải đáp ạ, Anna sẽ giải đáp ạ. Chị Lan Anh ạ, bạn Lan Anh. Lan Anh sau khi nghe chia sẻ, Lan Anh thấy đã sẵn sàng cho cái hành trình 3 ngày chưa nhỉ? Để Anna bật mic cho Lan Anh. Lan Anh có thể tự bật mic được không ạ? Mở mic á, Anna có mở quyền á, Anna, Lan Anh bấm vào cái micro. Lan Anh ơi, Lan Anh bấm vào cái micro được không? Cái biểu tượng có chữ MUTE ấy. À, được rồi đấy ạ. Yeah. À, từ nãy giờ nghe Anna chia sẻ, chị Anna chia sẻ thì thấy là rất là hay. Nghe thì cũng thấy mà não là một chút. Tuy nhiên thì nói chung là Lan Anh có một cái gọi là điểm, tuy nhiên nó vừa là điểm mạnh với nó cũng là điểm yếu. Có nghĩa là Lan Anh cái gì Lan Anh cũng thích. Có nghĩa là Lan Anh thích nhiều thứ lắm. Có nghĩa là nghe cái gì hay là cũng thích. Nhưng mà lại ngược hoàn toàn với cái anh Hùng vừa nãy. Có nghĩa là anh đi sâu, anh đã thích cái gì là anh đi sâu vào. Còn mình thì mình đa mục tiêu. Thế thì bây giờ phải làm sao để mình mình chuyên tâm. Đúng không? Ờ, ok. Anna chia sẻ thật với Lan Anh là thường ấy
người ta đa mục tiêu là bởi vì người ta chưa thực sự tìm được một con đường mà họ cảm thấy xứng đáng để tập trung. Cho nên là sau khi mà Lan Anh tìm hiểu ấy, Lan Anh dấn thân đi tin ở mức độ trải nghiệm, thực ra chỉ có vài ngày thôi là Lan Anh đã có thể nắm được hết tất cả các thông tin. Lan Anh sẽ tự đưa ra quyết định được là cái này nó có đáng để mà mình tập trung cho nó hay không. Và nó có đáng để mình tập trung cho nó một khoảng thời gian, ví dụ từ 1 năm đến 3 năm, mình đạt được cái gì cụ thể rồi mình tập trung ra cái khác. Và yên tâm là có đồng đội ở đây. Ở đây cái đội hình coaching nhiều lắm, cho nên là hôm nay mở não ra một tí đấy là rất là tốt rồi. Anh em mình mới có thể cùng nhau mà mình phát triển dần dần được. Không ai bước một bước mà thay đổi được hoàn toàn con người mình. Đây mình không phải phù thủy, mà ở đây chúng ta sẽ cung cấp thông tin và bằng một cách rất là lý trí. Ban đầu chúng ta sẽ tìm hiểu nó, và rồi chúng ta yêu nó, chúng ta làm nhiều, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào được cái tiềm thức của chúng ta. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Biết sao tự nhiên cái tìm được, nói chung là thấy chị Lệ và những đồng đội như thế thì Lan Anh thấy là cái câu nói mà Lan Anh vẫn tâm đắc là đó là không phải bạn quen bạn quen biết những ý, không phải bạn hiểu những gì, biết những gì, có nghĩa là bạn giỏi đến đâu, mà quan trọng nhất là bạn đi cùng ai. Và nói chung là cái câu nói như vậy thì Lan Anh thấy là đúng là đi cùng chị Lệ và Anna là đúng là những người đồng đội rất là xuất sắc và những người rất là tuyệt vời, thì chắc chắn là những người này sẽ giúp mình. Tại vì đứng trên vai người, nhưng nhất là công ty của CBD là những công ty lớn, thì mình cũng có niềm tin là mình sẽ làm được. Đó. Cảm ơn Anna rất là nhiều nhé. Welcome chị Lan Anh vào với đồng đội ạ, vào với đội hình của chúng ta. Và Anna muốn nghe ý kiến của anh Thành một chút ạ. Anh Thành rất là chịu khó ở ngoài đường. Anh Thành Đỗ đấy ạ, lúc đầu là người đầu tiên mà chia sẻ. Để em bật mic cho anh rồi ạ. Anh Thành ơi, anh có quan tâm là làm thế nào để tiếp cận với khách hàng và sản phẩm nào thì là dễ bán? Thế thì Anna hoàn toàn có thể giải đáp cho anh được hai cái này sau khi anh đã tìm hiểu những thông tin cơ bản của Sibri ạ. Dạ. Ok, chào Anna. Dạ vâng ạ. Mấy cũng đang có rất là cố gắng để học hỏi rồi là những cái phương pháp để tiếp cận khách hàng hoặc là để chia sẻ cho lan tỏa cộng đồng. Mình cũng đang rất là thích cái câu nói của Anna là tự nhiên như hơi thở đấy. Làm thế nào để tự nhiên như hơi thở đấy? Dạ, có cái cách để tự nhiên như hơi thở. Dạ. Dạ. Chúng ta sẽ đi từ những cái giá trị thực ạ. Chúng ta nói những cái thứ rất là thật từ trái tim của mình ra, nó sẽ tự động tự nhiên như hơi thở. Và bên cạnh đó mình còn có những cái, mình cũng có hướng dẫn nhau những cái kỹ thuật nữa ạ. Dạ. Nên là rất là mong là anh Thành dành thời gian từ một, đầu tiên là một ngày trước để anh có thời gian rảnh khoảng nào thì người mà đã mời anh đến họ sẽ bắt đầu sắp xếp từ tuần tự từng thứ một phù hợp với khoảng thời gian của anh. Và Anna tin chắc rằng là cái hành trình mà sau một tuần, tức là vào ngày thứ bảy tuần sau mình gặp nhau tại đây, là nó đã khác nhau hoàn toàn rồi so với ngày hôm nay rồi. Bởi vì không thể nào mà ai lại có thể hiểu rõ được khi chưa được cung cấp thông tin để làm rõ đó. Và kiên quyết là trong một tuần tới này chúng ta sẽ làm sao để từng này anh chị em có thể được hiểu rất rõ về cơ hội Siri mà để có thể bắt đầu làm được luôn. Dạ, cảm ơn anh Thành rất nhiều ạ. Dạ, dạ còn anh chị em mới làm Samsung Hub 3, em Minh đúng không nhỉ? Em Minh mà muốn phát triển bản thân và muốn học làm giàu á. Minh bạn khách của Nhất ấy ạ. Đức có phải là chị nhớ nhầm tên không? Samsung Hub 3 ơi, tớ vừa mới tìm cách bật mic cho bạn ấy. Bạn có mở được mic không? À được rồi đây. Được rồi. Em có cảm nhận như thế nào? Alo? Chị chưa nghe thấy em nói mà đã thấy bật mic rồi. Alo? À được rồi. Em Sang chứ không phải là tên kia à? À Sang đúng không? Ảo đấy. Chị có cái dở là chị nhớ câu chuyện không nhớ tên. Tại vì chị ghi lại tên. Sang ơi, em có cảm nhận như thế nào sau khi nghe chị chia sẻ và các anh chị em khác chia sẻ? Thì em cảm nhận là có những điều thực tế và những điều đó có thể là ai cũng có thể làm được, quan trọng là người đó có thực sự là muốn làm điều đó hay không, với lại là sản phẩm á, tốt hay không á, mình phải xài trước, sử dụng trước rồi mình cảm nhận như thế nào, lúc đó mình mới chia sẻ những người khác mới được. Chứ mình không xài mà mình chia sẻ cho người khác, làm sao người ta biết cảm nhận được cái sản phẩm đó tốt hay không?
Dạ đúng rồi, cảm ơn bạn Sang rất là nhiều. Anh Cường là người hướng dẫn của Anna, anh thường nói với Anna thế này này: nếu như một tư vấn viên nào mà họ nói là họ chưa dùng sản phẩm thì em nói luôn với họ rằng là nếu bước này họ chưa dùng, họ chưa làm, đừng có làm bước nào, đừng có làm thêm bất kể bước nào khác. Bởi vì nếu mình mà không chia sẻ, mình cần phải dùng sản phẩm của Siri, mình cần phải có một niềm tin về công dụng của nó, phải để cho máu của Siri chảy dần dần ở trong cái huyết quản của mình ấy, mình mới nói tự nhiên như hơi thở được. Mà lúc đó mình chia sẻ với là chia sẻ những giá trị rất là thật, và từ đó tiền nó sẽ về với mình rất là thật. Cho nên là cũng rất là vui vì hôm nay nghe em nói như vậy, và cũng là được tiếp xúc với tất cả các anh chị em, thấy rằng là chúng ta đều là những cái người mà đang đi tôn trọng và muốn đang đi lan tỏa những cái gì rất là thực tế. Thì anh chị em mới, ai mà ở đây sau khi nghe cái phần giải đáp thắc mắc này, quyết định là chúng ta sẽ dành cùng với Siri tối thiểu là 3 ngày để tìm hiểu, để trải nghiệm sản phẩm, để được chuyển giao các cái thông tin, mình giơ ngón tay cái để cho Anna được biết. Anna có kế hoạch để sắp xếp đào tạo cho các anh chị em không ạ? Cảm ơn anh Hùng. Anna chưa thấy ngón tay anh Hùng giơ lên luôn á. À đã có. Anh Lê Hùng đâu nhở? Anh Lê Hùng thoát đi ăn cơm à? Bạn Tuyết Trần thì là đã không thấy hình. Cảm ơn các anh chị em rất là nhiều ạ. Mình còn có thắc mắc gì nữa không ạ? Ok, nếu mà mình không có anh chị em nào có câu hỏi thì Anna để mà lời cuối cho buổi hôm nay thì xin một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị em đã dành cái thời gian quý báu để tìm hiểu về cái thông tin về Siri này. Cảm ơn tất cả các bạn tư vấn viên đã rất là nhiệt tình để mà có thể là cánh tay nối dài giới thiệu Siri đến với những cái đồng đội mới. Và Anna tin tưởng một cái niềm tin tuyệt đối rằng là chỉ cần sau 3 ngày, bao gồm cả việc trải nghiệm sản phẩm và nhận những thông tin chuyển giao, thì chúng ta chắc chắn sẽ là đồng đội của nhau. Và chúng ta sẽ chờ cái kết quả sau 3 ngày tới. Và Anna đã có những cái thông tin chuyển để cho mà các tư vấn viên có thể làm việc được với các anh chị rồi. Và sẽ gặp lại các anh chị ở trong các group này, mình thảo luận trong các group, và gặp lại các anh chị trong những cái buổi đào tạo trên Zoom. Chúng ta có đào tạo trên Zoom vào tối Chủ nhật, là tối ngày mai, là dành cho những cái người mà gọi là toàn hệ thống, để mình thấy một bức tranh tổng thể, không phải nhánh của mình. Đào tạo trên Zoom vào tối thứ hai là của nhánh từ nhánh từ Anna trở xuống. Hôm đấy Anna sẽ đào tạo về làm việc với ý kiến phản đối. Đào tạo trên Zoom vào tối thứ ba là đào tạo trên Zoom của anh Trương Huy Cường. Và ở trong Zoom của anh Trương Huy Cường, chúng ta sẽ được học những cái kỹ thuật hỏi đáp mà để sau này tư vấn viên của chúng ta, họ cũng chỉ hỏi chúng ta từng đấy câu thôi. Chúng ta biết cái cách để chúng ta trả lời và dẫn dắt họ. Và với 3 ngày như thế, cộng với những video đã được chia sẻ, cộng với những file đã được chuyển giao, chắc chắn là anh chị em chúng ta gặp lại nhau vào sau 3 ngày, chúng ta sẽ có rất nhiều câu chuyện để mà chia sẻ những cái cảm nhận thực tế. Xin cảm ơn các anh chị em rất là nhiều, và xin chúc chúng ta có một bữa trưa ngon miệng ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành những thủ tục để có thể trở thành tư vấn viên của Siri và bắt đầu các bước tìm hiểu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn chị Anna. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào Anna nha. Chào mọi người. Xin chào. Dạ, chào chị Thúy.